Bước đầu học Phật. Phần 21. Chữ tức trong Phật giáo Đại Thừa. Hòa thượng Thích Thanh Từ giảng giải, người đọc Khải Toàn. Người đời và những người mới học đạo đều nhìn sự vật với tính cách cố định. Nói ác hẳn là ác, nói thiện hẳn là thiện, phải hẳn là phải, quấy hẳn là quấy, có hẳn là có, không hẳn là không. Họ không hiểu nổi lối nói cái này tức là cái kia trong kinh điển Đại Thừa. Họ cho lối mòn này ở mờ mờ ám, không chấp nhận được. Song với tinh thần Đại Thừa Phật giáo, nhìn sự vật thấy rõ không có bản chất cố định, không ngoài nhau. Vì thế, trong kinh nói, sắc tức là không, không tức là sắc. Hay nói, phiền não tức bồ đề, hoặc sanh tử tức niết bàn. Chỉ một chữ tức làm sáng tỏ nghĩa không cố định, không ngoài nhau của các pháp. Sắc tức là không, không tức là sắc. Câu này xuất phát từ kinh Bát Nhã. Chữ sắc ở đây là chỉ cho sắc uẩn. Dưới con mắt Đức Phật, thân này do năm uẩn kết hợp thành. Sắc uẩn là phần vật chất, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là phần tinh thần. Chẳng riêng gì sắc uẩn tức là không, mà thọ, tưởng, hành, thức cũng như thế. Bởi vì bản chất mọi uẩn không tự có, do duyên hòa hợp thành. Đã do nhân duyên hòa hợp thì làm sao cố định được? Trước khi nhân duyên hòa hợp, nó không có. Sau khi nhân duyên ly tán, nó cũng không. Chính khi duyên đang hợp, phân tích ra cũng không có thực thể của nó. Ví như nắm tay, trước khi co năm ngón lại, không có nắm tay. Sau khi buông năm ngón tay ra, không có nắm tay. Đang khi co năm ngón lại, nếu phân tích từng ngón cũng không có nắm tay. Thế thì nắm tay chỉ là cái tên gọi tạm khi co năm ngón lại, chứ không có thực thể cố định của nắm tay. Sắc uẩn không cố định nên nói sắc tức là không. Không, khi đủ duyên hợp thành sắc nên nói sắc tức là có. Sắc chẳng ngoài tính chất không cố định, không cố định chẳng ngoài sắc, nên nói sắc tức là không, không tức là sắc. Thấu triệt lý các pháp tùy duyên biến chuyển, không đứng yên, không tự thành là thông suốt câu sắc tức là không, không tức là sắc. Phiền não tức bồ đề. Câu này bàn bạc trong các kinh Đại Thừa, phiền não là si mê bội bực đau khổ, bồ đề là giác ngộ yên tĩnh an vui. Hai thứ bản chất trái ngược nhau, tại sao nói cái này tức là cái kia? Bởi phiền não bản chất không cố định, khi biết chuyển hoặc biết xả liền thành bồ đề. Cái động không ngoài cái tịnh, dừng động tức là tịnh. Cái sáng không ngoài cái tối, hết tối tức là sáng. Chúng ta cứ quen chạy tìm cái cảm giác ở ngoài cái mê, tìm an vui ngoài cái đau khổ. Sự thật không phải thế, hết mê tức là giác, dứt khổ tức là vui. Thiền sư Tư Nghiệp, người Trung Hoa, khi chưa xuất gia làm nghề hàng thịt, một hôm mổ heo, bỗng dưng ông thức tỉnh, bỏ nghề đi xuất gia. Khi xuất gia, ông làm bài kệ: Tạc Nhật Dạ Xoa Tâm Kim Chiêu, Bồ Tát Diện Bồ Tát Giữ Dạ Xoa, Bất Cánh Nhất Điều Tuyến. Hôm qua tâm Dạ Xoa, ngày nay mặc Bồ Tát, Bồ Tát cùng Dạ Xoa, không cách một sợi chỉ. Biết dừng phiền não tức bồ đề, không phải nhọc nhằn tìm kiếm đâu xa. Bồ đề đã sẵn có nơi mình,
do phiền não giấy khởi phủ che nên bồ đề bị ẩn khuất. Một khi phiền não lắng xuống thì bồ đề hiện tiền. Chúng ta ôm đầy một bụng phiền não chạy tìm bồ đề, dù chạy cùng ngàn sông suối vẫn không tìm thấy bồ đề. Chỉ khéo ngồi yên lại cho phiền não lắng xuống thì bồ đề mới hiện tiền. Như khi trời đổ mưa to, nước mưa từ hư không mưa xuống làm trong sạch, sông rơi đến mặt đất, đất lôi cuốn bụi bặm, bùn đất chảy xuống ao hồ, thấy toàn nước đục. Có người cần nước trong xài, ra ao hồ nhìn thấy toàn nước đục không biết làm sao. Gặp người thông minh bảo, nước đục tức là nước trong. Anh ta ngẩn ngơ không hiểu vì sao. Ông này bảo, anh cứ gánh về đổ vào lu, lấy ít phèn quậy nhiều vòng cho nước cuồn cuộn lên, rồi để yên vài tiếng đồng hồ, cặn bụi lắng xuống, nước sẽ trong. Anh chàng kia làm đúng như người thông minh dạy, kết quả anh được nước trong. Bởi vì nước mưa nguyên là trong, do bụi đất cuốn theo và hòa tan trong nước nên trở thành đục. Kẻ khờ thấy nước đục khác với nước trong, tưởng chừng như nước trong ngoài nước đục mà có, nên khi cần nước trong thấy nước đục là thất vọng, không biết phải tìm nước trong ở đâu. Người trí biết nước mưa vẫn trong, do bụi đất hòa lẫn nên đục, chỉ cần lóng bụi, lóng đất trở thành nước trong. Nước đục không ngoài nước trong mà có, nước trong không thể bỏ nước đục mà tìm. Bồ đề và phiền não cũng thế, phiền não không cố định phiền não, do duyên hợp thành phiền não. Bồ đề không cố định là bồ đề, do duyên lóng sạch thành bồ đề. Bồ đề không ngoài phiền não mà có, phiền não không ngoài bồ đề mà sanh. Bỏ phiền não chạy tìm bồ đề như người lưới cá trên không, bẫy chim đáy biển, rốt cuộc chỉ phí công vô ích. Cũng vậy, nếu tất cả chúng sanh không có sẵn tánh giác, dù có tu hành đến đâu cũng không thể giác được. Chư Phật, Bồ Tát trước cũng là chúng sanh, các ngài tu hành đã giác ngộ được. Tất cả chúng ta nếu biết tu hành chắc chắn sẽ giác ngộ như các ngài. Vì thế, chư Phật thấy rõ tất cả chúng sanh đều có tánh giác, vì vô minh phiền não che đậy trở thành mê. Một khi khéo tu lóng sạch vô minh phiền não, liền trở lại giác. Từ mê sang giác, chúng sanh tưởng là cái gì mới được, nên thấy có chứng có đắc. Chư Phật biết rõ, chỉ trở lại tánh giác sẵn có, nên nói vô chứng vô đắc. Vô chứng vô đắc không có nghĩa là không ngơ, mà không còn mê, hằng sống lại tánh giác của mình. Cái đã sẵn có, trở lại với mình, có gì thêm bớt mà nói chứng đắc? Tuy không chứng đắc mà hằng giác chẳng mê, làm sao nói không ngơ được? Biết trong nước đục vốn là nước trong, nước đục khéo lóng sẽ thành nước trong. Đó là cái thấy của người thông minh. Đức Phật cũng thế, ngài thấy tất cả chúng sanh đều có sẵn tánh giác, dù đang mê tánh giác cũng không mất, nên nói ta thấy tất cả chúng sanh đã thành Phật. Lại có khi ngài nói ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Bởi chúng ta đã sẵn tánh giác, một khi tỉnh thức huân tu tánh giác sẽ hiển hiện, việc này không có gì là lạ. Câu Phật nói trước có vẻ khó hiểu, đã thành Phật tại sao chúng sanh vẫn mê muội loạn quân? Bởi vì Phật cũng là một chúng sanh như chúng ta, ngài khéo lóng vô minh phiền não, chìm lặng trở thành giác ngộ. Nếu không có tánh giác sẵn, ngài tu đến muôn A Tăng Kỳ cũng không ngộ, nói gì ba A Tăng Kỳ. Thấy chúng sanh sẵn có tánh giác, nói đã thành Phật thì có lỗi gì? Có sẵn tánh giác mà cứ quên, mãi tạo nghiệp đi trong sanh tử luân hồi,
càng luân hồi càng tạo nghiệp. Nghiệp mê chồng chất nên thành mê muội loạn cuồng. Một phen thức tỉnh, dừng bước luân hồi, nghiệp mê băng hoại mới tin ta là Phật sẽ thành. Sanh tử tức niết bàn. Chúng sanh mãi trôi lăn lặn hợp trong biển luân hồi sanh tử, dừng sanh tử được an lành là niết bàn. Sanh tử là khổ đau, niết bàn là an lạc. Sự khổ đau an lạc dường như hai mà không phải hai. Như người đi trên vai gánh một gánh nặng đi xa, họ cảm nghe nhọc nhằn vô kể. Để gánh nặng xuống nghỉ, họ cảm thấy nhẹ bỗng an vui. Cái nhọc nhằn và an vui người này cảm giác được dường như hai mà không phải hai. Chẳng qua khi gánh nặng còn đè trĩu trên vai là đau khổ, để gánh nặng xuống thì an vui. Do hết khổ gọi là vui, chớ không phải cái vui từ đâu đem đến. Niết bàn và sanh tử cũng thế, do hết sanh tử gọi là niết bàn, không có niết bàn ngoài sanh tử. Chúng sanh tạo nghiệp, lại do nghiệp dẫn dắt chúng sanh lanh quanh lẫn quẩn, không có ngày cùng. Chúng ta vì sự sống tạo nghiệp, nghiệp lại dẫn chúng ta qua lại trong tam giới, lên xuống trong sáu đường, không biết bao giờ ra khỏi. Nếu khéo tu dừng nghiệp, thì bánh xe luân hồi sẽ theo đó mà dừng. Theo nghiệp trôi lăn là sanh tử, dừng nghiệp lặng yên là niết bàn. Vì thế, cần được niết bàn, chúng ta phải dừng nghiệp. Có nhiều người tưởng niết bàn là một cảnh giới xa xôi đẹp đẽ như cảnh cực lạc chẳng hạn. Họ cố cầu xin Phật, Bồ Tát cho họ được niết bàn, hoặc tìm minh sư đạt đạo nhờ truyền pháp hay điểm đạo cho họ được niết bàn. Họ không ngờ sạch nghiệp tức là niết bàn. Nghiệp lại do mình tạo, chỉ cần tìm ra động cơ chủ yếu tạo nghiệp, bắt nó dừng lại thì niết bàn hiện tiền. Tâm thức lăng xăng của chúng ta là chủ động tạo nghiệp, khéo tu dừng lặng nó thì niết bàn xuất hiện. Dừng ngắn thì được niết bàn ngắn, dừng lâu thì được niết bàn lâu, dừng hẳn thì được niết bàn viên mãn. Sở dĩ có niết bàn là do đối với sanh tử mà lập. Một khi sanh tử dứt sạch thì niết bàn cũng không còn chỗ đứng. Kinh có câu: niết bàn sanh tử đồng như hoa đớm trong không. Đã là hai danh từ đối đãi mà lập thì đều không thật. Không có sanh tử thì không có niết bàn, không có niết bàn thì nói gì là sanh tử. Như không có khổ thì không có vui, không có vui thì làm sao biết khổ. Niết bàn và sanh tử không riêng lập và không ngoài nhau, nên nói sanh tử tức niết bàn. Sẽ có người bảo sanh tử là do nghiệp dẫn, là pháp sanh diệt, hư dối là phải. Niết bàn là dứt sạch nghiệp là chân thật, tại sao nói hư dối? Quả thật niết bàn không hư dối, song danh từ niết bàn là hư dối. Thực thể niết bàn không có hình dáng để diễn tả, không có ngôn ngữ để nói bàn, nó vượt ngoài pháp đối đãi thế gian. Ngôn ngữ của chúng ta sử dụng để diễn đạt tâm tư đều nằm trong đối đãi không thật. Dù là ngôn ngữ niết bàn cũng chỉ là lớp mây phủ núi, chớ không phải là núi. Đứng về núi mà nhìn thì nó là cái hư dối bên ngoài không đáng kể. Thế nên nói như hoa đớm trong hư không, mà thực thể chẳng phải không. Phải thiện tức ác, ác tức phải thiện. Phải tức quấy, quấy tức phải. Ta có thể nói rộng ra thiện tức ác, ác tức thiện, hay phải nói phải tức quấy, quấy tức phải chẳng hạn. Bởi vì dù là việc thiện mà chúng ta cố chấp liền trở thành ác.
Ví như người theo tôn giáo A tự thấy là hay là lợi ích, liền khuyên bà con thân quyến cùng theo với mình. Nếu những người thân không bằng lòng theo, tức thì sanh tâm giận ghét. Thế không phải chấp thiện thành ác là gì? Tuy là việc ác, chúng ta ý thức liền bỏ trở thành thiện. Như anh A, nghe theo bạn bè làm việc trộm cắp, gặp người tốt nhắc nhở, giải thích cho anh A biết việc làm ấy là xấu xa tội lỗi. Anh A liền bỏ nghề trộm cắp. Quả thật ác biết bỏ liền trở thành thiện. Phải quấy cũng không có tiêu chuẩn cố định. Nếu ta chấp vào cái phải của mình, liền trở thành quấy. Bao nhiêu việc cãi lộn và chửi vả đánh lộn đâu phải do chấp mà phải mà ra. Có người nào sau khi đánh lộn, bị người hỏi, dám nhận là tôi quấy đâu? Mọi người đều thấy mình phải nên có ẩu đả. Ngược lại, người có ý thức việc làm của mình là quấy tự bỏ, liền trở thành phải. Những người lầm đường lạc lối, khi họ thức tỉnh, xoay trở lại đường lành, liền trở thành người tốt. Mọi sự việc trong đối đãi đều như thế cả. Không có một sự việc gì là cố định. Cái phải của A không phải là cái phải của nhóm C, hay là cái phải của nhóm D. Cái phải của nơi này không phải là cái phải của nơi khác. Cái phải ở thời gian trước không phải là cái phải ở thời gian sau. Thế thì lấy đâu ra làm tiêu chuẩn mà chấp cái phải quấy? Chấp chặt phải quấy là ngu xuẩn, là đau khổ. Biết buông xả linh động, tùy thời là người khôn ngoan an ổn. Chữ tức đối trong vạn vật. Ta đi xa hơn ra ngoại giới, với mọi sự vật dùng chữ tức vẫn đúng lẽ thật. Như nói, thể lỏng tức là thể hơi, hoặc nói, thể hơi tức là thể lỏng. Nước là thể lỏng, đun nóng bốc lên thành hơi. Hơi nước lên cao gặp khí lạnh động lại, rơi xuống thành nước là thể lỏng. Cũng có thể nói, thể lỏng tức là thể cứng tức là thể lỏng. Nước là thể lỏng, khi để vào tủ lạnh cô đọng thành nước đá thể cứng. Nước đá đem để ngoài nắng tan thành nước thể lỏng. Sự biến hóa đổi thay trong mỗi vật thể đã là bằng chứng hùng hồn về lý không cố định của sự vật. Thấy được lý không cố định là thấy tột bản tánh của sự vật. Những nguyên tố hợp thành sự vật tuy nhiều song chẳng lắm, do sự kết hợp tăng giảm biến thành muôn vàn sự vật, có đủ thiên hình vạn trạng trên thế gian này. Quả là trong vật này có những nguyên tố vật khác, trong vật khác có những nguyên tố của vật này. Thế nên nói A tức B, B tức A là đúng lẽ thật, đâu có sai. Hiệu dụng chữ tức trong sự tu hành. Hiểu rõ chữ tức có công hiệu rất lớn trong việc tu hành. A tức là B thì A không thật A, B tức là A thì B không thật B. Muôn vật tùy duyên thay đổi hình dạng, có cái gì mà cố định mà chấp? Bệnh lớn nhất của con người là cố chấp. Chấp càng nặng thì khổ càng nhiều. Mỗi người chấp theo cái thấy, cái nghe, cái sở học, cái suy nghĩ, cái tưởng tượng của mình hoặc của nhóm người thân mình. Nếu người khác thấy đồng cái mình thấy, nhóm mình thì thân. Thấy nghịch với cái thấy của mình, nhóm mình thù. Đây là gốc đấu tranh gây ra bao sự đau khổ cho nhân loại. Sự vật là một dòng biến thiên, mà mình nhìn theo cái chấp cố định thì làm sao thấy được lẽ thật, làm sao đem lại sự an bình. Con người khủng khiếp hãi hùng khi nghe tin mình sắp chết. Sợ chết là chấp cái thân là chắc thật lâu dài, bỗng dưng nó sắp tan hoại nên hoảng sợ.
sự nghiệp tài sản cũng chấp cố định bền lâu, xảy ra tai nạn hỏa hoạn, binh đao trộm cướp, khiến phải tan hoại, người ta sẽ đau khổ vô hạn. Tình cảm bạn bè, thân hữu, chấp mãi mãi không đổi thay, một khi gặp cảnh đổi thay, người ta sẽ thảm sầu vô kể. Người nắm những nguyên tắc, các pháp không cố định, mọi cố chấp nên từ từ tan rã. Khổ đau, sầu thảm, hoảng sợ, hãi hùng dần dần tan biến theo mây khói. Thân sắp chết, sự nghiệp tan vỡ, bạn bè chia lìa cũng là lẽ đương nhiên trong dòng biến thiên của vạn vật. Chúng ta chưa can đảm cười trước cảnh ấy, song cũng can đảm nhìn chúng trôi qua với tâm niệm an bình. Bởi người tu hành là huân tập phát minh những lẽ thật ấy. Sở dĩ hiện nay có lắm người tu khi gặp hoàn cảnh tang thương biến cố liền hoảng sợ bất an, do họ không phát minh những lẽ thật này. Họ nghĩ rằng tụng kinh nhiều, niệm Phật nhiều, cúng kính hậu là đầy đủ công phu tu hành. Tu bằng cách nhắm ra ngoài, chạy theo hình thức làm sao đạt được lẽ thật, mà làm suy giảm khổ đau. Họ càng tu thì càng chấp càng nặng, chấp nặng thì đau khổ càng nhiều. Thế là tu chỉ tăng khổ, chớ không hết khổ. A tức là B, thì A không thật là A. B tức là A, thì B cũng không thật là B. Hai bên đều không cố định. Đã không cố định thì làm sao dám bảo là thật? Hai bên đều không thật thì không thể thành hai. Bởi không thể thành hai là tiến thẳng vào pháp môn bất nhị. Thấy vạn vật đối đãi không thật, còn gì để lý giải luận bàn? Vừa phát ra ngôn ngữ là nằm trong đối đãi thuộc hai bên. Muốn chỉ chỗ cứu kính của pháp môn bất nhị, ngài Duy Ma Cật chỉ còn cách lên tòa ngồi lặng thinh. Chính thế mà Bồ Tát Văn Thù tán thán không tiếc lời. Thấy thân giả dối, có phải quan niệm chán đời chăng? Đa số người nghe trong kinh Phật nói xem thân như huyễn hóa, cho là tâm trạng bi quan hiếm thế. Trái lại, nhà Phật thấy thân như huyễn hóa là sức mạnh để làm lợi ích cho chúng sanh. Như nói, Bồ Tát lấy thân như huyễn, độ chúng hữu tình như huyễn. Bởi Bồ Tát thấy thân mình không thật, nên sẵn sàng lăn xả vào làm việc lợi ích cho chúng sanh. Dù gặp cảnh khó khăn nguy hiểm cũng không ngán sợ, vì thân như huyễn có mất cũng không gì quan trọng. Thấy chúng hữu tình như huyễn nên độ chúng sanh mà không chấp nhân ngã. Thấy thân như huyễn khiến người ta mạnh mẽ lên, không còn sợ hãi trước vạn vật biến thiên mà tâm hồn mình vẫn an nhiên tự tại. Ta hãy nghe bài kệ của Thiền sư Vạn Hạnh. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mọc xuân vinh thu hữu khô. Nhậm vận thành suy vô bố úy, thành suy như lộ thảo đầu phô. Tạm dịch: thân như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu đượm hồng. Mặc cuộc thành suy không sợ hãi, thành suy như cỏ hạt xương đông. Biết bao lời Phật ý tổ trong các kinh luận thấy thân như huyễn đạt tinh thần vô úy như thế. Thấy thân huyễn hóa là đúng lẽ thật. Phật giáo nói thân này do tứ đại hòa hợp thành nên không chắc thật bền lâu. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Bốn thứ này bủa khắp trời đất vạn vật nên nó là tứ đại. Chất cứng trong thân là đất, chất ướt là nước, chất động là gió, chất ấm là lửa. Bốn chất này thiếu một thì thân phải hoại.
song bốn chất này luôn luôn thù địch chống đối nhau. Lửa không ưa nước, đất không ưa gió, ngược lại cũng thế. Khi lửa thịnh hơn nước, xanh nóng bức đau đầu, gió thịnh hơn đất, xanh nhọc nhằn đau nhức. Chúng hằng chống đối nhau, nên lúc nào thân này cũng sẵn sàng bệnh hoạn hay chật tan rã. Ta khéo điều hòa thì thân còn an ổn, không khéo chúng sẽ băng hoại. Sự băng hoại của thân thật bất định, một mạch máu bể, một cái sẩy chân, một luồng gió độc, một viên đạn xuyên qua là mất mạng. Sự hòa hợp của tứ đại thật là khó khăn, không đảm bảo lâu dài, vì chúng mang bản chất thù địch nhau. Như bốn người thù địch nhau cùng làm một công việc, nếu thiếu một trong bốn người thì công việc đó phải đổ vỡ. Thử hỏi, chúng ta dám đảm bảo bốn người này hòa hợp lâu dài chăng? Và công việc họ đang làm có thể thành tựu viên mãn không? Thật không ai dám hứa điều đó hết, vì thấy rõ tính chất thù địch của chúng. Sự hòa hợp của bốn kẻ thù, dù ai ngu tối mấy cũng biết rất tạm bợ mỏng manh. Thế thì nói thân tạm bợ hư dối là nói đúng sự thật, không còn nghi ngờ gì nữa. Chẳng những sự hòa hợp của chúng rất tạm bợ mỏng manh, chính khi đang hòa hợp, chúng cần phải vay mượn tứ đại bên ngoài hỗ trợ mới được tồn tại. Sự vay mượn tứ đại bên ngoài bị thiếu hay ngưng trệ, nguy cơ tan vỡ xuất hiện ngay. Lỗ mũi chúng ta đang hít thở là mượn gió, miệng ta uống nước, ăn cơm là mượn nước, mượn đất và lửa. Sự vay mượn ấy được an ổn thì thân an vui khỏe mạnh. Sự vay mượn bị trở ngại khó khăn là thân đau đớn nguy kịch. Quả thật cuộc sống an vui hạnh phúc là do sự vay mượn và tống trả một cách an ổn điều hòa. Ngược lại thì sự sống bất hạnh. Sự sống còn là nhờ vay mượn, làm sao dám nói thân này là thật, là lâu dài. Thế mà người đời si mê nhiều kiếp, cứ nghĩ thân này là thật, là lâu bền, là của ta. Thậm chí đất nước gió lửa bên ngoài là của thiên nhiên trời đất, mà một khi mượn vào xài liền chấp của mình. Như lỗ mũi vừa mượn không khí bên ngoài đem vào chưa đến một phút, thở ra liền nói hơi của tôi. Nước, đất cũng chấp như vậy. Một vật gì vừa qua thân này đều nói là của tôi, không ngờ cái tôi này cũng vay mượn nốt. Bao nhiêu đó đủ thấy, cái si mê chấp ngã của chúng ta thật quá nặng nề. Vì chấp ngã nên mù quáng không thấy lẽ thật. Bởi vậy nên nghe nói thân này như huyễn hóa, liền hằng học chống đối ngay. Nếu thân này là thật, có phải bảo đảm tồn tại lâu trong thời gian dài? Quả thật không có gì dám đảm bảo, làm sao nói thân này là thật được? Có người ra chợ mua hàng, thấy món hàng vừa ý muốn mua, xong còn ngại đồ giả. Chàng ta hỏi cô bán hàng, đây là đồ thật hay đồ giả? Cô bán hàng đáp, đồ thật. Tôi đảm bảo ông đồ tốt lâu dài. Có thật mới dám đảm bảo, nếu giả đâu dám đảm bảo, trừ kẻ bướng. Thân này đã không, có ai dám đảm bảo? Nói giả dối là hợp lý còn nghi ngờ gì? Song nói giả dối hay huyễn hóa, chỉ sự có mặt của nó tạm bợ không lâu bền, không chủ tể, chứ chẳng phải không ngơ, không có gì hết. Có người bảo đạo Phật nói thân như huyễn hóa, tại sao các người tu theo Phật vẫn ăn, vẫn mặc? Biết thân như huyễn hóa là thấy nó có một cách tạm bợ ngắn ngủi, dễ tan hoại. Chẳng phải là không, sự ăn mặc đối với nó là lẽ thường, có gì phải nghi. Thấy được lẽ thật tạm bợ của thân này, chúng ta phá được cái chấp ngã sai lầm vô lý, dừng tay không tạo nghiệp ác, đem lại sự cảm thông tương trợ lẫn nhau,
để được chút an vui trong cuộc đời tạm bợ. Thấy thân như huyễn hóa để trừ tam độc. Tham, sân, si là ba con rắn độc sát hại người không sao kể xiết. Chẳng những chúng giết hại người trong đời này mà còn gây họa ương không biết bao nhiêu kiếp nữa. Còn tham sân si là con người còn đau khổ. Thấy thân như huyễn hóa là lối nhìn đúng như thật bằng con mắt trí tuệ. Con mắt trí tuệ mở sáng thì si mê tan biến là phá được si. Si đã tan thì tham theo đó mà dừng. Tham hết thì sân không còn lý để trỗi dậy. Bởi si mê nên thân duyên hợp hư dối ta tưởng lầm là chân thật quý báu. Do tưởng thân thật quý nên sanh lòng tham muốn thu góp mọi nhu cầu mà thân yêu thích. Sự thu góp bị ngăn trở liền nổi sân lên. Thế là từ si khởi tham, từ tham sanh sân, tạo nghiệp gây khổ cho mình cho người. Hành giả biết rõ cội gốc của tam độc là si mê, dùng cây sẻn trí tuệ bứng tung gốc si mê lên. Gốc si mê đã tróc thì thân tham và cành lá sân cũng đổ ngã theo. Cây tam độc ngang đây sẽ khô khan ngã mục. Quả là chúng ta đã tháo được cây chốt cửa giải thoát. Bài kinh Bát Nhã bổ khuyết cho tất cả thời khóa tu tập chủ yếu là ở chỗ này. Chúng ta tu theo đạo Phật là đi trên con đường giác ngộ. Nếu không thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ thì mục đích giác ngộ ắt phải xa vời. Kinh Pháp Cú Phật dạy: các ông tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Trong 12 nhân duyên bắt đầu từ vô minh. Từ vô minh tiếp nối đến sanh tử là lưu chuyển. Vô minh diệt cho đến sanh tử diệt là hoàn diệt. Do vô minh dẫn mãi đi trong luân hồi sanh tử, vô minh là tên khác của si mê. Chúng ta đã thấy đích thực bộ mặt ác độc của hắn rồi, không ra tay tiêu diệt hắn, biết đến bao giờ chúng ta mới hết khổ. Vì thế, hành giả thẳng tay trừng trị đích đáng kẻ ác độc này với cây kiếm trí tuệ cầm sẵn trong tay. Bất cứ nơi chúng nào, thời gian nào, hành giả hằng lìa kiếm trí tuệ, bọn quân si mê ngã rạp không còn một đứa dám sắp lại gần là thắng trận trên đường tiến đến thành giác ngộ. Ngược lại là kẻ bại trận không thể cứu. Thấy thân huyễn hóa, đạt đến không huyễn hóa. Lý do không bi quan của đạo Phật là thấy thân huyễn hóa để đạt đến không huyễn hóa. Không phải như những kẻ phàm phu tục tử, có lúc nhàn hạ ngồi yên suy ngẫm cuộc đời, thấy nó ngắn ngủi tạm bợ, đâm ra chán chường kinh hoảng. Thấy cuộc sống đi vào ngõ cụt, họ ê chề chán ngán, có khi liều mình tự vẫn. Hành giả dùng trí tuệ quán sát thấy thân đúng lẽ thật, nó hư dối tạm bợ, không có gì đáng quý, xong lại có cái chân thật tàn ẩn trong ấy. Chỉ có người đạt đạo mới thấy được. Ta hãy nghe ba câu trong bài ca Chứng Đạo của Thiền Sư Huyền Giác. Ngay trong thân không thật huyễn hóa này tức là pháp thân, giác ngộ pháp thân thấy không có một hình tướng sự vật gì. Pháp thân này cũng gọi là bản nguyên, tự tánh, thiên chân Phật. Pháp thân là tên khác của tâm thể lặng lẽ, tràn đầy trong sáng của mọi chúng ta. Nó không có hình tướng nên không bị vô thường, không giấy động nên không sanh diệt, hằng trong sáng nên chẳng phải không ngơ. Vì chúng ta quen nhìn cái gì cũng theo hình tướng, theo giấy động mới cho là có, ngược lại bảo là không. Tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng có sẵn trong mọi người, nên nói là bản nguyên, là tự tánh. Tại vì vọng tưởng giấy khởi liên miên, khiến chúng ta chỉ thấy vọng tưởng, không thấy được tâm thể này.
bởi chỉ thấy vọng tưởng nên chấp nhận vọng tưởng là tâm mình, hài lòng ngang đây, cam chịu nó lôi chạy trong lục đạo luân hồi. Mỗi vọng tưởng dấy lên hay mỗi niệm khởi đã cắt xén tâm thể tràn thành những mảnh vụn. Những mảnh vụn này tung tóe lên che khuất tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng. Như mặt biển lặng lẽ tràn đầy trong sáng, một cơn gió mạnh thổi qua, những lượng sóng trỗi dậy nối tiếp đã cắt xén mặt biển phẳng lì thành vô lượng mảnh vụn đang săn đuổi nhau. Khi này, người ta nhìn không còn thấy mặt phẳng biển, chỉ thấy bao nhiêu lượng sóng gầm thét rượt bắt nhau. Sóng đã dậy, làm sao dừng? Chỉ khi nào gió lặng. Sóng tâm muốn dừng chỉ khi nào gió nghiệp lặng. Vọng tưởng dấy lên đều có đối tượng. Ngã và pháp là đối tượng chủ yếu của vọng tưởng. Nghĩ cái gì? Nghĩ về ta, về người hay vạn vật. Thấy duyên hợp như huyễn, cảnh duyên hợp như huyễn là vô hiệu hóa gió nghiệp. Đã biết thân cảnh hư dối, còn gì phải bận lòng. Đối tượng đã phá vỡ thì vọng niệm không còn chỗ tựa để phát sanh. Thế là gió nghiệp lặng, sóng vọng niệm từ từ im bặt, chỉ còn mặt biển tâm lặng lẽ tràn đầy trong sáng như xưa. Công tác quan trọng của người tu là trí tuệ bát nhã. Nhờ đó chúng ta mới phá được mê lầm muôn kiếp. Nó góp công lớn lao trong việc đem lại an bình cho tâm thể. Vọng niệm dấy khởi là loạn động, sanh diệt là cắt xén vụn vật, là che phủ ngào đục. Có vọng niệm thì không thể thấy tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng. Vì thế, mọi người có tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng mà ít người nhận ra. Đã không nhận ra, dù tu hành cũng không tin mình thành Phật. Đây là nguyên nhân lui sụp của đa số người tu. Nghe trong kinh nói có chân tâm, Phật tánh, tri kiến Phật. Thực tế không bao giờ họ nhận thấy mặt mày của nó. Tu lâu rồi, họ loay hoay xoay ra cất chùa to, tổ chức lễ lớn, lấy đó làm Phật sự, việc giác ngộ giải thoát xem như vô phần. Muốn thấy chân tâm, Phật tánh, trước tiên chúng ta phải dừng vọng niệm. Vọng niệm đã dừng thì tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng hiện tiền. Chẳng cần cầu mong trong đời cũng tự thấy. Song vọng niệm không phải dễ dừng. Nó đã thành một dòng sanh diệt liên tục trong chúng ta. Để chặn đứng nó, trước tiên chúng ta phải đập nát đối tượng chủ yếu làm cơ sở phát sanh của nó là ngã và pháp. Dùng trí tuệ bát nhã, thấy ngã pháp như huyễn hóa là chiếc búa thần đập tan đối tượng chủ yếu của vọng niệm. Đối tượng đã đổ vỡ thì vọng niệm còn nương đâu mà phát sanh. Thế là nhờ trí tuệ bát nhã, thấy ngã pháp như huyễn hóa, hành giả đạt đến tâm thể chân thật không huyễn hóa. Bi trí tròn đủ, trí tuệ khai phá, hành giả tháo gỡ lần những mối rối bồng bông trong tâm tư. Đến khi mọi việc suôn sẻ, trí giác tròn sáng là xong phần tự giác, phần giác tha do tâm từ bi thúc đẩy. Đến lúc viên mãn thì công phu hành giả mới được tròn đủ. Khi thực hiện giác tha, hành giả phải chuẩn bị thế nào? Tâm từ bi là ban vui cứu khổ. Chúng sanh có nhiều loại khổ, không ngoài hai thứ: khổ về vật chất, khổ về tinh thần. Khổ về vật chất tuy cấp bách song không trầm kha viên miễn bằng khổ về tinh thần. Thể hiện lòng từ bi bằng hành động bố thí. Trong ba thứ bố thí, tài thí là đứng đầu. Vì thích ứng với nhu cầu cấp bách vật chất nên phải thực hiện tài thí trước. Người đang đói rét mà mời đi nghe pháp là việc làm của kẻ dại khờ. Trước nhất,
chúng ta phải cho họ có cơm ăn áo mặc, sao mới hướng dẫn về đạo lý thâm sâu. Do đó, pháp thí Phật đặt sau tài thí. Phật tử muốn cứu người thoát khỏi cái khổ trầm kha, viên miễn của tinh thần. Trước tiên, phải lo giúp đỡ người giảm bớt khổ về vật chất. Vì thế, tuy thấy thân như huyễn hóa, các pháp như huyễn hóa, chúng ta vẫn phải cần cù lao động làm ra nhiều tài sản của cải để giúp những người cần giúp. Nhiên hậu mới đem chánh pháp hướng dẫn giáo hóa họ. Thấy thân như huyễn, các pháp như huyễn, để rồi nhìn cảnh ngắm trăng nhịp đùi ngâm thơ, là người không có lòng từ bi, không hiểu thấu ý nghĩa Phật dạy. Hoặc gặp ai cũng cố gắng khai mở trí bát nhã cho họ, mà không đếm xỉa gì bản thân người đang no hay đói, là kẻ thuyết pháp chẳng hợp thời cơ. Vì muốn cứu khổ trầm kha viên miễn, cứu khổ cái tinh thần của mọi người, chúng ta phải cố gắng nỗ lực cứu cái khổ cấp bách vật chất cho họ trước đã. Được như vậy, sự tự giác giác tha chúng ta mới tròn đủ. Tự giác là trí, giác tha là bi. Đạo Phật chủ yếu đưa người đến giác ngộ, nên bi trí đều cùng một chữ giác. Kẻ si mê, người trí tuệ can đảm hy sinh. Kẻ si mê can đảm hy sinh không ngoài ba yếu tố chính là tham lam, sân giận, si mê. Vì tham danh, tham lợi, tham sắc, họ can đảm hy sinh. Vì đam mê không thỏa mãn, họ can đảm hy sinh. Vì nóng giận hận thù, họ can đảm hy sinh. Sự can đảm hy sinh của họ do động lực bên ngoài thúc đẩy. Họ can đảm trong cái sợ sệt, hy sinh trong cái liều lĩnh. Người đời muốn lợi dụng lòng can đảm, hy sinh của họ, bèn cám dỗ bằng danh lợi, kích động bằng hận thù, xây dựng bằng lý tưởng. Bởi không tự chủ được, họ phải làm theo cái gì mà người khác muốn họ làm. Cuộc sống của họ xem ra rất ngang dọc anh hùng, song là cái anh hùng của người khác tạo nên. Họ hy sinh cho cái tự cao ngã mạn, hoặc trong nhắm mắt đánh liều. Người trí tuệ can đảm hy sinh do nhận chân lẽ thật, vì lòng từ bi cứu khổ chúng sanh. Khi thấy rõ thân này duyên hợp như huyễn, chúng sanh không biết chấp là thật, gặp cảnh khổ liền kinh hoàng, hoảng sợ. Người trí tuệ thấy thế dám hy sinh thân mình để đem sự an vui cho người. Đôi mắt trí tuệ với lòng từ bi, người trí tuệ can đảm hy sinh giúp người, cứu vật, không do động lực nào khác thúc đẩy. Nói can đảm hy sinh, mà thật không có gì đáng hy sinh. Bởi thấy thân như huyễn hóa, sự còn mất có đáng gì, gọi là hy sinh. Cho nên, hy sinh cho mọi người, vẫn không thấy có gì mình phải hy sinh, đây là tâm hồn Bồ Tát. Bồ Tát thấy cái chúng sanh khổ coi như mình khổ, xả thân mình giải khổ cho người là việc làm dễ dàng thường nhật của Bồ Tát. Kết thúc. Qua những lý do trên, chúng ta thấy được quyền khẳng định rằng thấy thân giả dối là đúng lẽ thật, là diệt trừ tam độc, là giải thoát sanh tử, là tích cực vì người, là can đảm hy sinh, không phải là quan niệm bi quan yếm thế. Mọi khổ đau, mọi hèn nhát phát nguồn từ bản ngã khổng lồ. Phá tan được bản ngã này, có sự lợi ích nào chẳng dám làm, sự đau khổ nào mà chẳng dám cứu, sự hiểm nguy nào mà chẳng xông vào. Bồ Tát Địa Tạng đâu không nói: ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Có phải chăng là một sức mạnh vô biên khi thấy thân không thật? Chỉ trừ bọn phàm phu, sau khi trà như tủ hậu, ngồi suy ngẫm cuộc đời, thấy kiếp sống mỏng manh cuộc đời tạm bợ,
nảy sanh ra quan niệm chán đời. Với cái nhìn của nhóm người này không dính dáng gì với trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã không rời từ bi, bi trí viên mãn mới tròn Phật quả. Bước đầu học Phật. Phần 22. Số mạng nghiệp báo đồng hay khác. Sự có mặt con người trong thế gian này, chọn một đời từng trải qua những cuộc thành bại, thạnh suy, nhục vinh, vui khổ, dường như có sự an bài đâu sẵn. Cái gì an bài đời sống con người? Nhà Nho gọi là số mạng hay thiên mạng. Họ cho rằng con người sanh ra mỗi người đều do số mạng định sẵn hoặc trời sắp đặt cho. Như câu nhân nguyện như thử thiên lý vị thiên, người mong như thế lẽ trời chưa vậy. Hoặc nói thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu, lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt. Chỉ do số trời đã định không ai thoát ra ngoài được. Nhà Phật nói là nghiệp báo. Tất cả chúng sanh có mặt trong vũ trụ đều do nghiệp phước tạo nên, phải chịu quả báo hiện nay. Hai bên đều thừa nhận có sẵn từ đời trước quyết định cho cuộc sống hiện tại. Vậy hai thuyết này đồng hay khác? Đồng. Đứng về mặt sẵn có, hai bên đều thừa nhận như nhau. Con người sanh ra không phải bỗng dưng mà có, đều mang sẵn cái quá khứ còn lưu lại. Vì thế, có kẻ sanh ra đã sẵn sàng cho một cuộc sống sang cả sung túc. Có người sanh ra lại gặp lầm than nghiệt ngã, tại họ chọn lựa chăng? Hẳn là không. Tại sao có sự bất công tàn nhẫn ngay từ buổi đầu như thế? Nho nói, số trước đã định. Phật nói, nghiệp trước gây nên. Cả hai đều thừa nhận có cái sẵn từ trước, song một bên nói số, một bên nói nghiệp, không đồng nhau. Khác. Một nguyên nhân. Nói số định hay trời định cũng tương tự. Số do ai đặt ra? Hẳn là trời hay đấng thiêng liêng tối thượng nào đó. Đã do trời định sẵn sự có mặt của ta, ta là công cụ của Ngài. Chọn một đời ta phải hành động theo cái khuôn định sẵn ấy. Quả thật đời sống của ta không có giá trị gì hết. Nếu số định cho ta vui thì ta được vui, số định cho ta khổ thì ta phải khổ. Ta khó bề thoát khỏi số phận ấy. Số hay trời định cho thân phận ta, mà thật tình ta không biết gì về cái tục cùng ấy hết. Thật là gửi gắm thân phận mình cho một cái viễn vông mơ hồ. Nói do nghiệp báo nên có mặt trên thế gian này là để đền trả. Nghiệp từ đâu? Nghiệp do những tâm tư hành động của mình từ đời trước gây ra. Nếu đời trước hành động thiện nhiều hơn thì đời sau sanh ra gặp hoàn cảnh tốt, mọi việc như ý. Nếu đời trước hành động ác thì đời này ta sanh ra trong hoàn cảnh xấu xa bất như ý. Thế là hiện nay ta sanh ra trong hoàn cảnh tốt hay xấu đều do hành động tốt xấu của ta ở đời trước chiêu cảm. Ta là chủ nhân sắp đặt lấy cuộc sống của mình ở hiện tại. Quyền tối thượng định đoạt là ở chúng ta, không ai khác. Kinh Nhân Quả nói, muốn biết nhân đời trước, chỉ xem quả hiện tại đang thọ. Muốn biết quả đời sau, chỉ xem nhân gây tạo trong đời này. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. 2. Xuất phát.
mọi khổ vui con người đều do số định sẵn. Con người phải chấp nhận số phận của mình, gặp hoàn cảnh nào cam chịu trong hoàn cảnh ấy. Nếu người gặp cảnh khắc nghiệt quá, chịu không nổi, họ đâm ra oán trời trách đất. Họ cho rằng trời đất đã chơi xấu với họ, đày ải họ, xử nghiệt ngã với họ. Họ sống trong oán trách giận hờn. Khổ vui do nghiệp chúng ta gây nên, dù gặp hoàn cảnh nào, chúng ta cũng can đảm nhận chịu, không than thở oán trách ai cả. Mọi việc đều tại sự ngu khờ vụng dại của ta trước kia gây ra. Ta phải vui vẻ nhận chịu, chỉ cần khôn ngoan đừng tiếp tục sự ngu khờ như trước nữa. Ta làm, ta chịu, nhận lấy trọng trách của mình. Không ai để chúng ta van xin, không ai để chúng ta oán trách. Can đảm nhận lấy trách nhiệm, vui vẻ để trả mối nợ tiền khiên. 3. Cảm thọ. Số đã định thì chúng ta bất lực, làm sao đổi được số? Nhất là số trời còn ai dám can thiệp vào? Trời đã định như vậy, chúng ta phải chịu như vậy. Người biết an phận, không dám trái lòng trời. Nghiệp thì biến chuyển, bởi vì nghiệp do hành động mà có. Khi xưa, ta hành động theo ngu tối, nên chiêu cảm quả khổ. Nay đổi lại, ta hành động theo tâm hồn trong sáng, thì quả khổ cũng suy giảm. Như trước kia, ta xử sự xấu với một người bạn, gây ra sự buồn phiền hờn giận. Nay ta hối cải xử sự tốt với bạn, sự hờn giận trước dần dần suy giảm. Hành động luôn luôn thay đổi, nghiệp cũng theo đó mà đổi thay. Nói nghiệp không phải cái cố định cứng ngắc, mà phải chuyển biến linh động tùy thuộc tâm tư và hành động của con người. Vì thế, nếu trong hiện tại chúng ta cảm thọ cảnh vui hay khổ, biết do nghiệp lành hay dữ trước kia tạo nên, nếu hiện nay chúng ta chuyển tâm niệm hành động, thì sự cảm thọ cũng theo đó mà chuyển. 4. Hoán cải. Số mạng đã định sẵn rồi, làm sao đổi được? Cho nên nói số mạng đã định, con người đành bó tay cúi đầu nhận lãnh. Không ai có thể cưỡng được số. Con người hoàn toàn bất lực dưới mệnh lệnh của đấng tạo hóa đã định sẵn. Nghiệp do mình tạo, chính mình có quyền thay đổi nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Trước kia mình học nghề trộm cắp, sau này mình học nghề buôn bán lương thiện. Nghề nghiệp do sở thích của mình học tập mà thành. Trước mình dại khờ thích việc làm không hay, sau mình nhận thức đổi nghề thành tốt hơn. Nghề nghiệp đổi thay tùy theo tâm tỉnh giác của mình. Đổi sang nghề nghiệp mới thì nghề nghiệp cũ từ từ phai nhạt. Vì thế, nói nghiệp là sửa đổi, cố gắng tích cực, chứ không phải có nghĩa là cam chịu đầu hàng. Tuy nhiên, có thiểu số người học Phật mà thiếu nghị lực, không có ý chí, họ không vượt qua được những trở ngại của nghiệp cũ, đành cam bó tay đầu hàng rồi đổi thừa tại nghiệp của tôi. Ví như người nghiện rượu, đồng biết rõ tai hại của rượu, cùng hứa bỏ rượu, xong anh A thì bỏ được, anh B bỏ không được. Vì anh A đủ nghị lực giàu ý chí, khi quyết định bỏ là can đảm bỏ nên thắng trận. Anh B thì không có ý chí, thiếu nghị lực, tuy cũng muốn bỏ rượu mà khi cơn nghiền hành hạ không cam chịu đành thua trận. Nghiệp chuyển được, xong đòi hỏi giàu ý chí, đủ nghị lực. 5. Định chế. Nói số mạng là do một đấng quyền lực tối cao quy định hết mọi sanh hoạt của chúng sanh trên thế gian này. Chấp nhận số mạng là có người thừa nhận và cam đặt mình lệ thuộc vào quyền lực đấng thiêng liêng ấy. Vì thế, số mạng phù hợp với thể chế quân chủ phong kiến,
có người bị một đấng quân vương chi phối toàn bộ cuộc đời. Nói nghiệp là quyền năng trong tay mình định đoạt, cuộc sống đời này và đời sau do mình an bài lấy. Muốn an vui do mình, muốn đau khổ cũng do mình. Ta là chủ của mọi cuộc sống, nếu ta muốn tiếp tục. Không ai có thể thay ta sắp đặt cuộc khổ vui, chỉ có ta mới là người ban vui cứu khổ cho chính ta. Ta phải sáng suốt, gan dạ, chọn lựa cuộc sống đẹp đẽ vui tươi trong hiện tại và mai sau. Ta tự vạch sẵn một lối đi cho riêng ta, ta tự tô điểm đời cho ta thêm tươi sáng. Nếu có khổ đau đến với ta, ta hãy cười, vì đây là hành vi vụng dại ngày trước của mình đã gây nên. Chúng ta trả và chuyển những cái gì không hay của quá khứ, đồng thời xây dựng những điều an vui hạnh phúc cho vị lai. Mọi quyền lực trong tay chúng ta thật thỏa thích thay. Cuộc sống của chúng ta là cuộc sống tự do tự chủ. Cho nên, lý nghiệp báo thích ứng với thể chế dân chủ tự do của nhân loại hiện nay. Ta là chủ ta, ta có quyền lựa chọn người thay ta lo việc nước việc dân. Phê bình: nói số mạng là mơ hồ không xác thực, nghiệp báo là thực tế rõ ràng. Thuyết số mạng đưa con người đến chỗ vô trách nhiệm về hành động của mình. Nghiệp báo dạy người nhận lấy trách nhiệm do hậu quả mình tốt xấu đã gây ra với mình. Số mạng khiến con người thụ động, tiêu cực, phó thác, liều lĩnh. Nghiệp báo xây dựng con người chủ động, tích cực, nỗ lực và sáng tạo. Số mạng tập cho con người yếu đuối, an phận, đầu hàng. Nghiệp báo chỉ cho ta sự cố gắng, can đảm và thăng tiến. Số mạng thích hợp với thời quân chủ phong kiến, nghiệp báo thích hợp với người dân chủ tự do. Ứng dụng thuyết nghiệp báo trong cuộc sống, chúng ta thấy mình đồ sộ hiên ngang, đầy đủ quyền năng trong công cuộc kiến tạo con người và vũ trụ. Nghiệp báo không thật. Tuy thuyết nghiệp báo thực tế, chủ động, tích cực, song cuối cùng nhà Phật nói nó không thật. Bởi vì nghiệp do hành động tạo tác của con người. Hành động là tướng sanh diệt. Cái gì sanh diệt nhà Phật đều cho là hư dối. Trong bài Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác có hai câu: liễu tức nghiệp chướng bản lai không, vị liễu ân tu hoàn túc trái. Liễu ngộ tức nghiệp chướng xưa nay không, chưa liễu ngộ cần phải đền nợ trước. Sau khi liễu ngộ Phật Tổ, thấy các pháp duyên hợp hư dối, thân này là pháp duyên hợp nên hư dối. Hành động tạo tác từ thân, phát xuất lại càng hư dối hơn. Hành động đã hư dối, thì nghiệp do hành động tạo thành làm sao thật được? Bởi thấy nghiệp hư dối nên xem thường không quan trọng. Có đến cũng như trò chơi, có gì phải kinh hoảng sợ hãi. Cho nên khi vua nước Kế Tân muốn hại tổ sư tử, cầm dao đến trước tổ hỏi: ngài thấy thân năm uẩn đều không phải chăng? Tổ đáp: phải. Vua nói: ngài cho tôi cái đầu được không? Tổ đáp: năm uẩn đã không, xá gì cái đầu. Vua chặt đầu ngài. Qua mắt chúng ta thấy đó là trả nghiệp đáng sợ, song với tổ đã không thấy thật, nói gì là trả. Cũng như ông A khi chưa hiểu đạo, bị ông B làm vài hành động không vừa lòng, ông liền mắng chửi ông B. Thời gian sau ông A hiểu đạo, đúng lúc ông B trả thù mắng chửi thậm tệ hơn trước. Xong ông A thấy lời nói không thật, không có gì quan trọng, nên vẫn tươi cười không buồn, không đổi nét mặt. Như thế, ông A có trả nợ trước hay không trả nợ trước?
thật sự, nợ đã vay thì phải trả. Chỉ khác ở chỗ mê thì thấy thật, ngộ thì thấy không thật. Đã không thật thì trả cũng như không trả. Vì thế nói, liệu tức nghiệp chướng bản lai không? Cú kính thấy nghiệp báo không thật, quả là thấu tột bản chất của nghiệp báo. Tuy không thật mà chẳng mất, đây là bí yếu của đạo Phật. Phật là gì? Phật là lời nói gọn, nói đủ là Phật Đà, Buddha, dịch âm tiếng Phạn, dịch nghĩa là người giác ngộ. Phàm nói, Phật là chỉ cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Trước đây, hơn 25 thế kỷ, ở thành Ca Tỳ La Vệ, phía bắc miền trung Ấn Độ, trong cung vua Tịnh Phạn, đã sanh một vị thái tử tên Tất Đạt Đa. Lớn lên, có dịp thái tử đi dạo bốn cửa thành, chứng kiến sự sanh già bệnh chết của kiếp người, khiến ngài xót xa đau đớn. Sau đó, ngài quyết định từ bỏ cuộc đời sang cả trong hoàng cung, dấn thân vào rừng núi để tìm ra con đường giải thoát sanh tử. Trải qua 11 năm trời học đạo và khổ tu, 49 ngày tọa thiền dưới cội Bồ Đề, ngài bỗng nhiên hoàn toàn giác ngộ, thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Sau khi giác ngộ, ngài thấy rõ manh lối lôi cuốn con người trôi lăn trong dòng sanh tử và biết tột cùng con đường giải thoát sanh tử. Nói một cách khác, ngài biết rõ nguyên nhân và thành quả của sanh tử, biết rõ nguyên nhân và thành quả của giải thoát sanh tử. Đồng thời, ngài cũng biết rõ sự sanh, thành và hoại diệt của mọi sự vật. Cũng gọi sự giác ngộ ấy là trí biết tất cả loại, nhất thiết chủng trí. Chính trí tuệ này, ngài đã được viên mãn và cũng đem nó giáo hóa chúng sanh khiến tất cả đều được viên mãn nên gọi là Phật. Phật chỉ ra nguyên nhân đưa con người vào đường sanh tử và manh mối giải thoát sanh tử một cách rõ ràng là 12 nhân duyên, vô minh duyên hành cho đến duyên lão tử. Đây là vòng tròn nối tiếp triền miên trong sanh tử. Muốn giải thoát sanh tử, tức là vô minh diệt thì hành diệt, cho đến sanh diệt thì lão tử diệt. Thế là vòng sanh tử rã rời. Nhìn vào 12 nhân duyên, chúng ta thấy vô minh là chủ động cuộc sanh tử, tiêu diệt vô minh là giải thoát sanh tử. Thế thì vô minh là đầu mối sanh tử, tiêu diệt vô minh là đầu mối giải thoát sanh tử. Đầu mối còn thì chi mạc ngọn ngành tiếp nối sanh trưởng, đầu mối diệt thì chi mạc ngọn ngành theo đó hết sạch. Vô minh là gì mà có khả năng mãnh liệt như thế? Vô minh là không sáng, là mê lầm. Ngay nơi cuộc sống này mà không biết cái nào là giả dối, không nhận ra cái nào là chân thật, là vô minh. Giả không biết, thật không hay, quả tang là kẻ mê lầm. Đức Phật biết rõ những cái nào là giả dối, nhận chân cái chân thật, nên gọi là người giác ngộ. Được giác ngộ thì không còn vô minh, nên giải thoát sanh tử. Đồng thời cũng có đầy đủ mọi diệu dụng mà người đời không thể biết hết, nên nói giải thoát bất tư nghì. Thế là ngài đã đạt được bản hoài trước khi phát nguyện đi tu. Cũng chính là cái thành quả viên mãn của bao nhiêu năm ngài khổ công đeo đuổi. Sau khi đạt được sở nguyện, ngài đem pháp của mình đã được chỉ dạy lại cho mọi người để cùng giác ngộ như ngài. Trong thời gian ấy, ngài đã giới thiệu bao nhiêu bản nguyện công hạnh của chư Phật khắp mười phương cho đồ đệ nghe. Do đó, chúng ta được biết thêm nhiều danh hiệu chư Phật khác. Đức Phật là một con người thật
có cha mẹ, có lịch sử rõ ràng và sự giác ngộ của Ngài cũng hoàn toàn chân thật. Chúng ta có thể kiểm chứng sự giác ngộ ấy qua Tam Tạng Giáo Điển của Ngài còn lưu lại. Đó là vấn đề Phật Pháp. Bước đầu học Phật, phần 23. Thế nào là Phật Pháp? Phật Pháp là những điều Đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ. Đem chỗ chứng kiến ấy nói lại để cho mọi người hiểu biết, để dứt sạch mê lầm và giác ngộ như Ngài. Chính từ chỗ chứng kiến của Ngài nói ra, không phải do suy tư phỏng đoán như nhiều triết thuyết khác. Vì thế, Phật Pháp là những chân lý, tùy trình độ của người. Phật nói có sai biệt, chân lý phổ biến, chân lý tương đối, chân lý tuyệt đối. Chân lý phổ biến. Chân lý phổ biến là những sự thật hiện hữu tràn đầy trên vạn vật. Những sự thật ấy Đức Phật chỉ ra, chúng ta chịu khó khảo sát một cách tinh tế, sẽ thấy hiển nhiên không sai lệch. Trước hết, nhìn theo dòng thời gian, Phật nói: Một, nhân quả. Tất cả sự vật có hình tướng, có tác động đều hình thành bằng nhân quả. Nhân quả trùm khắp cả mọi sự vật, không một sự vật nào có thể thoát ngoài nhân quả được. Song, trong nhân đến quả có chánh nhân, trợ nhân, thuận nhân, nghịch nhân nên trở thành vấn đề phức tạp. Lại có những trường hợp vì nhân quả nó nhiệm, nhân xa xôi khiến người ta không thể thấy, không thể nhớ mà biến thành khó hiểu. Chúng ta thử nhìn lãnh vực thực vật, động vật để minh chứng lý nhân quả này. Về thực vật, không một thứ cây loại quả nào mà chẳng từ nhân thành quả. Hoặc có những thứ nhân nó là hạt, có thứ nhân nó là lá, có thứ nhân nó là ngọn, có thứ nhân nó là rễ, là thân. Từ cái nhân ấy nảy mầm sanh trưởng thành cây, đơm hoa, kết quả. Không có loài thực vật nào ngẫu nhiên không nhân thành quả. Ví dụ, hạt cam là nhân, lên cây thành cây cam có trái là quả. Hạt ớt là nhân, lên thành cây ớt có trái là quả. Có nhân ắt có quả, song trong ấy còn tùy thuộc thuận nhân hay nghịch nhân mà thành quả hay bất thành quả. Như có hạt cam là chánh nhân, có phân, đất, nước, ánh nắng là trợ nhân, được săn sóc vung vén là thuận nhân. Hạt cam ấy sẽ nảy mầm sanh trưởng thành cây cam và có trái cam không sai. Ngược lại, có hạt cam mà thiếu phân, đất, nước, ánh sáng thì không thể nảy mầm xanh cây cam, huống là có trái cam. Hoặc có hạt cam, có phân, đất, nước, ánh sáng mà thiếu người chăm sóc cho nó thì có thể cây cam mà khó mong có quả cam. Hoặc có hạt cam, có phân, đất, nước, ánh sáng, có cả người vuông vén, xong bị sâu trùng ăn gốc, đục trong thân cây, nghịch nhân thì cây cam ấy sẽ bị hoại. Hoặc có trường hợp dường như không nhân mà thành quả, như chúng ta dọn sạch một khu đất để trồng trọt. Khu đất ấy chúng ta cuốc không còn một gốc cỏ, lượm sạch không sót một cọng cỏ. Ta tự cho là đất thật sạch. Thế mà qua một vài trận mưa, chúng ta thấy từ lòng đất cỏ vọt lên lấm tấm đều hết. Cỏ này từ đâu đến? Phải chăng đất sanh cỏ? Thật không phải thế. Bởi những hạt cỏ li ti đã nằm sẵn trong lòng đất mà mắt chúng ta không thể thấy. Gặp mưa, chúng nảy mầm lên cây là lý đương nhiên.
Đây là vì nhân nhỏ nhiệm chúng ta không thấy nên có những nhận xét sai lầm. Lại có trường hợp khác, một hôm tăng chúng trong chùa chúng tôi ra thăm vườn, bẻ được hai trái mãng cầu xiêm. Từ hai cây mãng cầu cách nhau độ vài bước chân. Khi xẻ ra ăn, cả chúng đều ngạc nhiên, trố mắt nhìn nhau, đặt câu hỏi: tại sao cùng một loại, chung một khu đất mà trái này ngọt, trái kia chua? Mỗi người đều có giả thuyết khác nhau, riêng tôi chỉ cười thôi. Cuối cùng, tôi giải thích cho họ nghe, sở dĩ hai cây cùng một loại, chung một thửa đất mà mùi vị khác nhau, do trước kia tôi lấy hạt của hai trái mãng cầu chua và ngọt ươm trồng, nên kết quả như thế. Đó là vì nhân xa xôi khiến người ta không thể biết, nên sanh nghi ngờ. Bởi những lý do trên, nhân quả trở thành tế nhị phức tạp. Nếu người nhận xét nông nổi đơn thuần thì khó thấu triệt được. Về động vật, tất cả loài động vật hình thành cũng từ nhân đến quả. Có loài động vật từ nhân là trứng, có loài động vật nhân từ bào thai, cũng có loài động vật từ loài khác hóa ra. Không có loài động vật nào tự nhiên mà có. Song có cũng tùy thuộc chánh nhân, trợ nhân, thuận nhân, nghịch nhân. Sự sanh trưởng của nó được hoàn hảo hay suy kém hoặc hoại diệt chẳng hạn. Đây là nói nhân quả trên vạn vật có hình tướng. Chúng ta có thể khẳng định rằng tất cả loài sinh vật trên quả địa cầu và cả quả địa cầu này đều nằm gọn trong lòng nhân quả. Về tác động, chẳng những nhân quả trùm khắp mọi loài vật có hình tướng, mà nhân quả cũng bao gồm mọi tác động mọi loài, mọi vật. Ở đây, chúng ta chú mục vào loài người để thấy rõ nhân quả. Những tác động về thân miệng của chúng ta có tánh cách lợi người, đem lại nguồn an vui cho người là tác động lành. Nó sẽ mang lại cho ta sự an vui ngay hiện tại hoặc sau này, gọi là quả lành. Những tác động có tánh thương tổn khiến người đau khổ gọi là nhân dữ. Nó sẽ chuốc lấy sự đau khổ trở về ta ngay hiện tại hoặc mai kia, gọi là quả dữ. Ví dụ, chúng ta ra tay cứu giúp người hoạn nạn nguy khốn, qua cơn hoạn nạn họ vui vẻ cảm ơn ta. Chính khi thấy họ an ổn, lòng chúng ta cũng vui lây. Mặc dù chúng ta không mong gì hơn nữa, song người thọ ơn bao giờ cũng nghĩ đến đền đáp. Nếu gặp cơ hội tốt, họ sẽ đền ơn ta. Ngược lại, chúng ta làm thương tổn khiến người đau khổ, họ sẽ bực tức oán trách phản kháng ta. Chính khi ấy lòng ta cũng bị bất an. Nếu mai kia họ gặp dịp thuận tiện sẽ trả thù, khiến cho chúng ta bị khổ đau hơn, họ mới vừa lòng. Đó là nhân lành gặt quả lành, nhân dữ chịu quả dữ. Nhưng cũng có những trường hợp dường như ngoại lệ mà thật không phải. Như chúng ta đã gieo nhân lành hoặc dữ mà suốt đời không gặt được kết quả, vì nhân chưa chín mùi mà báo thân chúng đã bị hoại, nhân ấy sẽ còn tiếp tục theo thời gian chớ không mất. Hoặc có khi chúng ta không gây nhân mà lại chịu quả, vì nhân xa xôi còn lưu lại chúng ta không nhớ. Tác động của ý còn thầm lặng bên trong chưa phát lộ ra, song nó rất nguy hiểm, vì thân miệng đều do nó chủ động sai khiến. Nó dấy nhân lành thì thân miệng theo đó tạo nhân lành. Nó dấy lên nhân dữ thì thân miệng theo đó tạo nhân dữ. Cho nên, người hiểu lẽ nhân quả, đối với tác động của ý phải dè dặt tối đa. Tác động của ý có nhân quả cũng y hệt thân miệng. Tuy nhiên, nhân quả không phải đơn giản đơn thuần như nhiều người hiểu
gây nhân lành sẽ gặp quả lành, tạo nhân dữ sẽ gặp quả dữ. Vẫn có những trường hợp dường như trái lại, bởi vì nhân quả là một dòng biến động theo thời gian. Thời gian có quá khứ, hiện tại, vị lai, thì nhân quả không thể chặn một quãng mà đoán định được. Chúng ta muốn hiểu thấu đáo nhân quả, phải căn cứ vào ba thời mà khảo sát. Nắm chắc lý nhân quả, chúng ta sẽ có sức tự tính mãnh liệt, vì không còn lệ thuộc vào sức thiêng liêng của bên ngoài. Chúng ta tự chủ cuộc đời của mình. Nhân quả là dòng biến động sanh diệt tiếp nối, nên nó là hiện thân của vô thường. Vì vô thường nên mãi lăn lộn trong vòng sanh diệt, cũng là thành quả của luân hồi. Chủ thuyết nhân quả không phải cố định cứng khằng, mà linh động thăng giáng tùy theo sự đủ thiếu của các nhân của nó. Người học Phật nhận chắc lý nhân quả là đã có căn bản vững vàng trên đường tiến tu, đồng thời cũng gạt phát những thuyết mê tín vu vơ. Vì biết rõ mọi tác động đẹp xấu của chúng ta sẽ cải tạo xây dựng một cuộc đời vui khổ trong hiện tại và vị lai. Còn băn khoăn trong đời, thắc mắc điều gì mà phải đi coi bói tướng số? Thế là chúng ta can đảm nhận chịu mọi trách nhiệm hay dở do mình gây nên, không còn oán hờn kêu than chi cả, cũng phá tan những bệnh chấp, định mạng, nhất nhân, vô nhân. Vì biết rõ vạn vật trên thế gian không có cái gì cố định, duy nhất, ngẫu nhiên, mà đều do nhân quả hình thành. 2. Duyên sanh. Nhìn về mặt không gian, vạn vật đều do các duyên chung hợp thành hình, cho nên nói các pháp từ duyên sanh. Duyên là chỉ cho nhiều phần tử tổ hợp thành một vật thể không tự có, phải do nhiều nguyên tố hay nhiều phần tử chung hợp. Nói tới duyên sanh là không chấp nhận sự đơn thuần mà khẳng định là hợp thể. Vạn vật có hình tướng trên quả địa cầu và kể luôn quả địa cầu đều do các duyên chung hợp thành hình, cho đến những thứ không có hình tướng chỉ do tác động cũng thuộc duyên sanh. Trước khảo sát, những vật có hình tướng gần chúng ta nhất như cái bàn, cái viết hiện ở đây của ta, trước nó không tự có, phải có gỗ, có đinh, có bào, có đục, có cưa và có ông thợ mộc, do sự cưa xẻ bào đục kết ráp của ông, sau đó mới thành cái bàn. Những nguyên liệu dụng cụ và ông thợ mộc đều là duyên chung hợp thành cái bàn. Nếu có người hỏi, cái bàn này do vật gì làm ra? Chúng ta đáp, do ông thợ mộc hoặc do gỗ. Đó là lối đáp đơn thuần, không đúng toàn thể của cái bàn. Nếu chấp lối đáp ấy đúng, thì mắc phải bệnh thiên kiến. Đến như cái nhà chúng ta ở hiện tại, nhà lá hay nhà gạch, trước nó cũng không tự có. Nếu là nhà lá, phải có cột kèo, đòn tay, cây cối lá rồi, sao chúng ta mới ráp lại thành cái nhà lá? Nếu là nhà gạch, phải có gạch cát xi măng, và ông thợ hồ mới xây thành cái nhà. Khi thành hình cái nhà, gọi là duyên hợp. Khi cái nhà hư hoại đi, gọi là duyên tan. Chỉ do duyên hợp duyên tan, thật thể cái nhà vốn không có thật. Khảo sát như thế qua mọi sự vật, chúng ta không thấy có một sự vật nào không phải duyên hợp mà thành. Dù vật thể nhỏ bé như cây kim ngọn cỏ, vật to lớn như núi biển quả địa cầu, đều nằm chung một thông lệ ấy. Cho đến những thứ không có hình tướng, chỉ thấy tác động, cũng do duyên hợp mà có. Ví dụ như sóng wifi, điện, gió, chúng ta không thấy nó có hình tướng, chỉ biết khi tác động giấy khởi. Về điện thì có điện âm, điện dương, phối hợp mới phát khởi hiện tượng. Về gió phải có khí nặng, khí nhẹ mới hoạt động. Nơi con người
tư tưởng giấy khởi cũng phải có 6 cơ quan làm chỗ tựa và đối diện với trần cảnh bên ngoài. Nếu 3 phần tư tưởng, cơ quan, trần cảnh mà thiếu một thì không thể giấy khởi được. Thế nên mọi tác động có ra đều do duyên hợp mà có. Nói duyên sanh là nhằm vào hợp thể, choáng một khoảng không gian. Đã là hợp thể thì không có tự thể và thực thể. Tự thể đã không thì tên đặt cho sự vật cũng rỗng. Ví như tên cái nhà, chúng ta phân tích xem từng viên gạch từng miếng ngói, xem cái gì là cái nhà. Chỉ khi hợp thể thành hình, tạm đặt cho nó một cái tên. Cái tên ấy chỉ có giá trị tạm thời, từ khi hợp thể thành hình, bởi trước và sau nó vốn không có. Chính ngay khi thành hình, chúng ta phân tích từng đơn vị một, tìm tự thể cái tên chung ấy, vẫn không có. Nên nói, các pháp duyên sanh tự thể là không. Trước không, sau không, giữa cũng chẳng thật, nên sự có mặt của các hợp thể là hư giả huyễn hóa. Do đó, nói đến lý duyên sanh thì xem vạn vật đều như huyễn hóa. Thông suốt lý duyên sanh, chúng ta thoát khỏi 2 chứng bệnh, thiên kiến và mê lầm. Nhất là bệnh mê lầm, quả là bệnh trầm kha khó chữa trị. Vạn vật do hợp thể mà có, hư giả không thật, lại mê lầm chấp là thật. Vì chấp thật, nên theo đó có yêu ghét và sanh ra tham sân. Đó là nguyên nhân mãi lăn trong vòng luân hồi sanh diệt. Biết rõ duyên sanh hợp thể là hư giả, dứt mê lầm chuyển thành trí tuệ. Đây là cửa ngõ lâu đài giác ngộ. Trong phần chân lý phổ biến, lý nhân quả và duyên sanh là 2 sự thật tràn đầy trên vạn vật và mọi tác động của chúng sanh. Sự thật ấy, quá khứ, hiện tại, vị lai đều không thay đổi. Song nó tinh vi khó hiểu, người chịu khó nghiền ngẫm phân tích kỹ càng mới nhận ra được. 2 sự thật này nhằm vào 2 chiều của vũ trụ. Nhân quả chạy suốt chiều dọc thời gian, nhân duyên xuyên tột chiều không gian. Do đó gọi là chân lý phổ biến. Chân lý tương đối. Chân lý tương đối là những sự thật còn nằm trong đối đãi của đối trị nhau. Những sự đối đãi ấy là sáng đối tối, lạnh đối nóng, xấu đối tốt, thiện đối ác, khổ đối vui, động đối tịnh, sanh diệt đối vô sanh. Còn sanh hoạt trong tương đối thì có xấu phải có tốt, có thiện phải có ác, có khổ phải có vui. Chúng ta không thể chối cãi sự thật ấy được. Chỗ khôn ngoan con người chúng ta là khéo lợi dụng cái này đối trị cái khác để tiến lên đúng nguyện vọng của mình. Như lương y biết bệnh biết thuốc, khéo dùng thuốc trị lành bệnh cho người. Phật pháp là những phương thuốc trị lành bệnh cho chúng sanh, nên gọi ông Phật là ông vua thầy thuốc, vô thượng y vương. Ở đây chúng ta chỉ đơn cử vài lối đối trị để làm sáng tỏ lẽ này. Sáng đối tối. Chúng ta biết tối không phải tự nó có, mà do nhân duyên thiếu ánh sáng. Nếu ta khéo tạo điều kiện đèn dầu, đèn điện, đuốc, lửa cho nó sáng thì bóng tối tự mất. Ngược lại, muốn có bóng tối cũng như thế. Đây là cái tối, sáng của hiện tượng bên ngoài. Đến cái tối, sáng, tinh thần bên trong của chúng ta cũng có nhân duyên. Nhân thiếu học, thiếu đọc sách khiến ta tối dốt. Dùng ánh sáng học tập, đọc sách thì cái tối dốt dần dần tiêu diệt. Nóng đối lạnh. Chúng ta nhân chạm khí lạnh, gió lạnh, nước lạnh nên phát lạnh run. Biết thế, chúng ta phải tạo điều kiện có hơi nóng để đối trị, như đốt lửa hơ, lò sưởi ấm, mền,
Ngược lại, gặp khí nóng chúng ta phải dùng các thứ lạnh trị như nước, gió, máy điều hòa, quạt. Nếu lạnh trong thân thì dùng thuốc nóng trị. Khổ đói vui. Khổ có nhiều loại. Khổ do đói rét, do bệnh tật, khổ do vô minh phiền não. Nếu khổ do đói, chúng ta phải nỗ lực tạo điều kiện cho có ăn có mặc, tức là lấy cái vui no ấm trị cái khổ đói rét. Nếu khổ vì bệnh, chúng ta phải dùng thuốc thang điều trị, phải đi khám bệnh, lấy cái vui khỏe mạnh trị cái khổ bệnh tật. Nếu khổ do vô minh phiền não, chúng ta lấy chánh pháp của Phật trị nó. Vô minh phiền não tức là si tham sân. Si mê là vô minh, tham sân là phiền não. Bệnh si mê chúng ta dùng trí tuệ điều trị, tức là dùng pháp quán giới phân biệt hay quán nhân duyên. Bởi chúng ta lười biếng, không chịu phân tích quán sát nên tâm trí mờ tối. Phân tích nội tâm tự thân và ngoại cảnh chia từng phần từng giới hạn gọi là quán giới phân biệt. Chính sự chia sẻ quán sát ấy khiến chúng ta thấy rõ thân tâm này không thật, trí tuệ do đó dần dần phát sanh. Hoặc dùng quán nhân duyên, khéo khảo sát như phần duyên sanh trong một chân lý phổ biến ở trước. Bệnh tham lam, cần phải tra xét coi tham lam thuộc loại nào trong năm thứ tham: tham tiền của, tham danh vọng, tham sắc đẹp, tham ăn uống, tham ngủ nghỉ. Tham tiền của thì dùng bố thí trị, bởi vì tham thì muốn gom góp gìn giữ, mà bố thí thì ban cho, cứu giúp chia sớt. Chính của mình còn mang ra cứu giúp chia sớt kẻ khác, huống là của họ mà mình muốn gom góp về, thật vô lý. Do thật tâm bố thí thì bệnh tham tiền của từ từ lành hẳn. Tham sắc đẹp và ăn uống phải dùng pháp quán bất tịnh điều trị. Bất tịnh là bẩn thỉu nhơ nhớp. Xét nơi thân mình từ trong đến ngoài toàn trữ những đồ nhơ nhớp, như cái bô đậy kín. Nếu nó rò rỉ, hở ra sẽ nghe mùi hôi thối tràn đầy. Những thứ nước hoa, mùi son phấn đều là loại sơn vẽ khéo của cái bô. Nếu thật con người sạch sẽ, cần gì phải tô điểm. Các loại tô điểm ấy chẳng qua là lối đánh lừa mắt mũi kẻ khác mà thôi. Những thức ăn uống lúc còn bên ngoài dường như thơm ngon, xong khi qua khỏi cổ sẽ biến thành những đồ bất tịnh. Thường dùng lối quán sát thân nhơ nháp như thế sẽ trị lành bệnh tham sắc đẹp và ăn uống. Tham danh vọng và ngủ nghỉ nên dùng pháp quán vô thường điều trị. Vô thường là chỉ cho sự đời chợt còn chợt mất, không bền bỉ lâu dài. Danh vọng được đó rồi mất đó, như xương đầu ngọn cỏ, như lằn điện chớp. Thường nghĩ xét như thế thì còn lòng nào đeo đuổi danh vọng. Đời người mỏng manh sớm còn tối mất, lúc còn khỏe mạnh còn hoạt động, chúng ta phải quý tiếc thời gian, nỗ lực làm lợi ích cho mình, cho người, đừng để một đời trôi qua vô ích. Thấy rõ như vậy thì đâu cam giết chết thời gian trong cái ngũ ly bì. Sân hận dùng pháp quán từ bi, hạnh nhẫn nhục và hỷ xả trị nó. Sân là nóng giận, hận là hờn phiền. Nóng giận muốn lấy ra rầy đánh đập cho đã cơn giận, khiến người phải đau khổ. Bởi vì khi giận thì không thương, lúc thương thì không giận. Từ bi là hằng đem lòng thương chan rải khắp mọi người, xem sự vui khổ của người như sự vui khổ của chính bản thân mình. Thương người như mình, còn lòng nào hại người đau khổ. Tay trái lỡ đập tay phải đau điếng, tay phải cam nhận chịu không đập lại,
vì biết cùng một thân mình. Lòng thương xem người như mình, dù bị người làm đau khổ mấy cũng chịu nhịn, không nóng giận hại lại. Nhẫn nhục là nhịn chịu. Khi cơn nóng nổi lên, cố gắng dằn ép xuống để giữ bình tĩnh và nhịn chịu cho qua. Bởi đè ép nên chỉ là phương tiện tạm thời, không thể hết gốc nóng giận. Chỉ có quán từ bi thành công thì gốc nóng giận mới tiêu. Hờn phiền là lòng còn ôm ấp những mối bất bình, hỷ xả là vui vẻ buông bỏ hết, khiến lòng nhẹ nhàng thơ thới. Ôm lòng hờn phiền là gốc bệnh hoạn khổ đau. Vui vẻ buông bỏ hết thì lòng vui tươi an ổn, bệnh hoạn khổ đau không có lý do gì tồn tại. Khổ từ ngoại cảnh, khổ nơi bản thân, khổ của nội tâm, chúng ta khéo lấy sự an vui đối trị. Vui no ấm, vui khỏe mạnh, vui sáng suốt, vui hết tham lam, vui không nóng giận, chỉ lành các bệnh khổ ở trên. Khổ đã thành quả xấu do nhân duyên xấu tạo nên. Khổ về vật chất và về thể xác do nhân duyên thiếu thốn hoặc phản nghịch của vật chất gây nên. Khổ về tinh thần do nhân duyên si, tham, sân làm chủ động. Si là không biết đúng lẽ thật nên sanh tham. Tham không được như ý trên của mình thì nổi sân. Ba thứ này là nhân chánh tạo nên quả khổ. Quả khổ là khổ đế, nhân duyên tạo nên nó là tập đế. Biết rõ nguyên nhân và các duyên rồi, dùng Phật pháp đối trị là đạo đế. Khi mọi nhân duyên gây ra đau khổ đứt sạch, gọi là diệt đế. Đây là bốn lẽ thật, tứ đế, nằm trong pháp đối đãi và đối trị. Động đối tịnh. Động là xao xuyến rối loạn, tịnh là yên ổn lặng lẽ. Ở đây riêng giải thích về cách đối trị của tâm thức. Tâm thức chúng ta xao xuyến rối loạn khiến suy yếu mờ tối. Muốn dừng sự xao xuyến rối loạn này, chúng ta phải dùng sự yên ổn lặng lẽ đối trị. Song chúng ta phải biết rõ nguyên nhân gì khiến tâm thức xao xuyến rối loạn. Bởi tâm thức chạy theo sự được mất của tiền của sắc đẹp, được mất danh vọng, được mất ăn uống ngủ nghỉ mà thành xao xuyến rối loạn. Muốn dừng sự chạy theo ấy, Phật pháp dạy chúng ta trước tiên phải giữ giới. Giới là hàng rào ngăn chặn tâm thức chạy theo ngũ dục. Kế dùng phương pháp thiền quán làm sợi dây cột nó lại. Ngoài có hàng rào giới luật, trong có sợi dây thiền quán, con khỉ tâm thức sẽ ngủ yên ngồi yên, dần dần ngủ liệm. Giới có 5 giới, 10 giới nhằm ngăn chặn mọi sự đuổi theo ngoại cảnh của tâm thức. Thiền quán có sổ tức quán, từ bi quán, bất tịnh quán, nhân duyên quán. Cốt yếu là cột tâm thức lại một chỗ, bắt buộc nó phải yên lặng. Đây là phương pháp lấy tịnh trị động. Sanh diệt đối vô sanh. Cặp đối này cũng gọi là sanh tử đối niết bàn. Sanh diệt là nói chung cho muôn loài, sanh tử chỉ nói riêng cho loài động vật. Sanh tử đối niết bàn lại khu biệt hoàn toàn vào người Phật tử. Muôn loài hằng chịu sanh diệt mà không biết lẽ vô sanh để dùng đối trị. Đức Phật sau khi giác ngộ đã thấy rõ lẽ ấy, nên dạy đệ tử lấy vô sanh đối trị sanh diệt hay sanh tử. Vô sanh là nghĩa chánh của Niết Bàn. Dòng tâm thức biến động là nguồn gốc sanh tử. Tâm thức biến động bởi do cái luyến ái bản thân và ngoại cảnh. Biết rõ cảnh vật là vô thường, thân người vô ngã, thì dòng luyến ái ấy sẽ khô kiệt, tâm thức sẽ dừng lặng.
Tâm thức dừng lặng thì nhân duyên sanh tử bất bật, đó là nghĩa vô sanh. Ví như gió dừng thì sóng lặng, mặt biển sẽ bằng phẳng an lành. Luyến ái là động cơ thúc đẩy tâm thức sanh diệt, còn luyến ái thì sanh tử không bao giờ dứt. Chúng ta yêu mến một người, người ấy vắng đi thì tìm cách gặp lại, hoặc nơi này hay nơi khác. Lòng yêu mến thúc giục chúng ta tìm gặp nhau mãi mãi. Chỉ khi lòng yêu mến cạn thì sự tìm kiếm mới dừng. Trong pháp 12 nhân duyên, ái là động cơ thúc đẩy có thủ, hữu rồi sanh lão tử ở đời sau. Ái dứt thì thủ hữu không còn, làm gì có sanh lão tử tiếp nối. Ái là luồng gió mạnh thổi cuốn sóng tâm thức nổi dậy, gió ái dừng thì sóng tâm thức cũng theo đó mà lặng. Bức tường chặn gió ái không gì hơn là quán các pháp vô thường, quán thân tâm vô ngã. Bờ sông bên này là sanh tử, bờ sông bên kia là niết bàn. Thấy rõ như thế, hành giả cấp bách kết bè vượt dòng sông qua bờ bên kia. Qua rồi, từ biệt vĩnh viễn bờ sông bên này. Đó là quan niệm chán sanh tử cầu niết bàn của hàng nhị thừa, vì còn thấy sự đối đãi là chân thật. Cũng dùng phương pháp đối trị này, song Bồ Tát chỉ thấy là phương tiện tạm thời nên không mắc kẹt ưu chán. Chân lý tương đối ở mọi khắp thế gian, bất luận nhân loại, vật loại, ngôn ngữ, tư tưởng, phát xuất đều nằm gọn trong phạm vi của nó. Chúng ta khôn khéo ứng dụng tài tình những phản đề để tiêu diệt chúng theo đúng đường lối vươn lên của chúng ta. Không biết dùng hoặc dùng sai phương pháp đối trị mà muốn tiêu diệt chúng không bao giờ thành công. Thầy thuốc hay là người khéo biết bệnh, biết dùng thuốc, đúng trị liệu phương pháp thuốc. Vì thế, Phật Pháp gọi là phương pháp trị liệu. Chân lý tuyệt đối. Mọi thực thể không lệ thuộc nhân quả duyên sanh, thoát ngoài đối đãi là chân lý tuyệt đối. Không thuộc nhân quả nên không sanh không diệt vô thường. Không thuộc duyên sanh nên không phải hợp tướng giả dối. Thoát ngoài vòng đối đãi nên không trị liệu, không so sánh, không luận bàn, không suy nghĩ đến được. Thực thể này không bị lệ thuộc thời gian, không bị chi phối của không gian, vượt ngoài đối tượng trong vũ trụ. Chính nó là sanh mạng, là mạch sống của chúng ta, mà chúng sanh không nhận ra nó. Nó hiển nhiên hằng có mặt mọi nơi chúng ta, mà chúng ta lãng quên nó một cách đáng thương. Nó là thể chẳng sanh chẳng diệt, vĩnh cửu trường tồn của chúng ta. Chúng ta không biết đến nó, đi nhận cái sanh diệt tạm bợ làm mình. Bỏ quên thực thể này là vô minh, là si mê. Nhận được nó là giác ngộ, là trí tuệ. Bỏ quên nó, đi theo sanh diệt là luân hồi. Nhận sống với nó là vô sanh giải thoát. Bởi thực thể này hệ trọng dường ấy, nên chúng ta phải biết nó tên gì, làm sao nhận ra nó, nhận được nó có lợi ích gì. Chúng tôi sẽ theo thứ tự giải quyết những thắc mắc này. Thực thể này nguyên không có tên, trong Phật Pháp tùy công dụng gắn gượng đặt rất nhiều tên cho nó. Kinh Kim Cang gọi là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tức là trí tuệ cứu kính như kim cang. Bởi vì trí tuệ này không có cái gì phá hoại được nó, mà nó hay phá hoại tất cả như chất kim cang. Kinh Viên Giác gọi nó là Viên Giác Tánh, là tánh giác tròn đầy. Vì đối với các thứ chân lý, chúng ta nhận được từng phần chân lý nào
thì giác ngộ phần chân lý ấy nên gọi là phần giác. Chỉ nhận được chân lý tuyệt đối này mới gọi là giác ngộ viên mãn. Kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật hay Phật thừa, bởi vì nó là cái thấy biết của Phật, là cỗ xe đưa người đến Phật quả. Kinh Hoa Nghiêm gọi là trí tuệ Phật, vì nhận được thực thể này là trí tuệ giác ngộ của chư Phật. Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm hay Như Lai Tạng, nó là tâm thể chân thật hay kho tàng Như Lai của chúng sanh. Kinh Duy Ma Cật gọi là pháp môn bất nhị, vì nó vượt ra ngoài vòng đối đãi hai bên. Thiền Tông gọi là chân tánh, nó là tánh chân thật của tất cả chúng sanh. Lại còn những tên thông dụng là chân như, Phật tánh, pháp thân, đạo, bản lai diện mục, không thể kể xiết. Tạm biết tên thể này một cách khái quát rồi, chúng ta cần phải nhận ra mặt mày của nó mới là điều thiết yếu. Song phàm có nói năng, có trình bày đều thuộc về tương đối, làm sao diễn đạt khiến người chưa hiểu nhận được? Đây quả là điều thiên nan vạn nan. Tuy nhiên, chúng tôi cũng gắng gượng trước tạm đặt cho những nguyên tắc, kế dẫn lời Phật dạy trong kinh, sau cùng nhắc lại những phương tiện của thiền sư. Họa chăng quý độc giả có nhận được phần nào chăng? Chúng ta tạm đặt những nguyên tắc để khả dĩ nhận ra mặt mày của nó. Phàm cái gì có hình tướng đều do duyên hợp là hư giả. Cái gì có tác động là sanh diệt. Cái gì có đối đãi là không thật. Ngược lại, cái gì không hình tướng, không tác động, không đối đãi là chân thật thường còn vô sanh. Cái không hình tướng thì không giới hạn chỗ nơi trong ngoài. Vừa đặt câu hỏi, tìm chỗ nơi nó là sai. Cái không tác động thì không sanh diệt, không bị vô thường theo thời gian. Đặt vấn đề thời gian với nó là sai. Cái không đối đãi thì không còn so sánh không phân biệt. Đặt vấn đề so sánh phân biệt với nó là sai. Thực thể này tràn đầy hiện hữu nơi chúng ta, vừa giấy tâm tìm kiếm nó là sai. Nó là thực thể của giác tri, không phải cái đối tượng giác tri. Nếu khởi nghĩ cầu biết nó là sai. Nó không có hình tướng, không tác động, không đối đãi, mà có mặt khắp ba nơi ấy. Cho nên, nghĩ ly khai hình tướng tác động đối đãi để tìm nó là sai. Yếu chỉ nhận ra nó là tự ta, trực nhận, thầm nhận. Lời Phật dạy, phương tiện tổ chỉ ra đều là lối đập cỏ rắn sợ hay vỗ nước cá đau đầu. Chúng ta muốn nhận ra nó phải khéo nhìn theo tinh thần ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng không nằm tại đầu ngón tay, khéo nương theo ngón tay ta thấy mặt trăng ở tận trong hư không. Hoặc nhìn theo tinh thần soi gương, nhân thấy bóng trong gương biết được mặt thật của mình. Đừng chấp bóng là thật, đợi khi xoay gương mất bóng, la hoảng lên mất mình. Đây là phương tiện tạm đặt những nguyên tắc, nương nó khả dĩ chúng ta thấy được thực thể chính mình. Thực thể này biểu lộ thường xuyên nơi sáu căn, qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu căn của chúng ta mà không lệ thuộc hoàn toàn sáu cơ quan ấy. Dễ nhận thấy nhất là ở mắt và tai. Vì thế, Đức Phật khi muốn chỉ thực thể chẳng sanh chẳng diệt ấy, thường dùng phương tiện chỉ ngay nơi mắt và tai của chúng ta. Lại xem ta, tai tự xòe nắm, cái thấy không xòe nắm. Tại sao hôm nay các ông lấy động làm thân, lấy động làm cảnh, từ thủy đến chung
niệm niệm sanh diệt, quên mất chân tánh, làm việc điên đảo. Tâm tánh đã mất chân nên nhận vật làm mình, ở trong luân hồi tự chịu lưu chuyển. Qua đoạn kinh này, chúng ta nhận thấy thâm ý Phật muốn chỉ dạy cho Ngài A Nan và đại chúng biết, ngoại cảnh biến động sanh diệt như bàn tay Phật xòe nắm, thân này dao động vô thường như đầu Ngài A Nan xoay qua lại. Chỉ có cái thấy, xem thấy cảnh biến động mà không bị biến động, tựa nơi đầu dao động mà không bị dao động. Cái biến động và dao động là vô thường hư giả, tại sao chúng ta nhận nó làm thật thân mình, làm thật cảnh của mình? Trái lại, cái thấy biết chưa từng dao động là chân thật vô sanh, mà chúng ta lại bỏ quên nó để cam chịu lưu chuyển luân hồi. Lại cũng một đoạn trong kinh Lăng Nghiêm, vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật: Con xưa chưa từng nghe sự chỉ dạy của Phật, gặp Ca Chiên Viên, Tỳ La Chi Tử đều nói thân này sau khi chết không còn gì nữa, gọi là Niết Bàn. Nay con tuy gặp Phật vẫn còn hồ nghi, làm sao phát huy chứng biết chỗ tâm này chẳng sanh chẳng diệt? Đại chúng ở đây, những người còn đang trong hàng hữu lậu, thảy đều thích được nghe. Phật hỏi: Đại vương, nhục thân hiện tại của ông là đồng kim can thường trụ chẳng hoại hay là biến hoại? Vua thưa: Bạch Thế Tôn, thân con hiện nay trọn theo biến diệt. Phật bảo: Đại vương, ông chưa từng diệt làm sao biết nó diệt? Vua thưa: Bạch Thế Tôn, thân biến hoại vô thường của con tuy chưa từng diệt, song con xem hiện tiền niệm niệm, đổi dời luôn luôn chẳng dừng, như lửa tàn thành tro, dần dần tiêu mất, mất hết không dừng, nên biết thân này sẽ theo tiêu diệt. Phật bảo: Đại vương, đúng thế, nay ông đã già, đi theo suy yếu, nhan mạo đâu có giống lúc còn trẻ. Vua thưa: Bạch Thế Tôn, thuở xưa con còn trẻ, da dẻ tươi nhuận, đến lúc trưởng thành khí huyết sung mãn. Nay con già cả suy yếu, hình sắc khô khan, tinh thần mờ tối, tóc bạc mặt nhăn, không còn bao nhiêu lâu nữa sẽ chết, làm sao sánh được với lúc sung thạnh? Phật bảo: Đại vương, hình dung của ông đâu lẽ già liền? Vua thưa: Bạch Thế Tôn, nó thầm biến hóa đổi dời thật con chẳng biết, nóng lạnh đổi thay dần dần đến như thế. Vì sao? Khi con 20 tuổi, tuy nói niên thiếu, nhan mạo đã già hơn lúc 10 tuổi, đến 30 tuổi lại suy hơn 20 tuổi. Nay đã 60 tuổi, xem lại thuở 50 tuổi rõ ràng cường tráng. Bạch Thế Tôn, sự thầm đổi dời tuy đặt thời hạn 10 năm, song con suy xét kỹ, nó biến đổi đâu những 10 năm, 5 năm mà thật chừng, biến đổi từng năm, đâu chỉ từng năm, mà dời đổi từng tháng. Đâu những từng tháng, mà dời đổi từng ngày. Suy xét chín chắn tế nhị hơn thì khoảng mỗi sát na, mỗi niệm đổi dời. Vì thế, biết thân con trọn theo biến diệt. Phật bảo: Đại vương, ông thấy sự biến hóa đổi dời chẳng dừng, ngộ biết thân ông tiêu diệt. Cũng chính khi diệt đó, ông biết trong thân có cái chẳng diệt chăng? Vua chắp tay bạch Phật: Thật con chẳng biết. Phật bảo: Nay tôi chỉ cho ông biết cái tánh chẳng sanh diệt. Đại vương, ông khi mấy tuổi được thấy song hằng? Vua thưa: Khi con được 3 tuổi, mẹ bồng đi yết kiến Kỳ Bà Thiên sang ngang sông này, khi ấy là biết song hằng. Phật bảo: Đại vương,
như ông đã nói, khi 20 tuổi già hơn 10 tuổi. Cho đến 60 tuổi, năm tháng ngày giờ niệm niệm đổi dời. Ắt khi ông 3 tuổi thấy song hằng, đến năm 13 tuổi thấy song hằng, cái thấy ấy thế nào? Vua thưa, như lúc 3 tuổi rõ ràng không đổi, cho đến hiện nay 62 tuổi vẫn không thấy khác. Phật bảo, nay ông tự lo tóc bạc mặt nhăn, quyết định mặt nhăn hơn lúc còn trẻ. Song hiện nay ông thấy song hằng cùng với cái thấy song hằng thuở xưa có trẻ có già hay chăng? Vua thưa, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, đại vương, mặt ông tuy nhăn, song tánh thấy của ông chưa từng nhăn. Nhăn thì biến đổi, chẳng nhăn thì không biến đổi. Biến đổi thì bị sanh diệt, cái không biến đổi vốn không sanh không diệt. Tại sao ở trong ấy chịu sanh tử với ông, mà ông dẫn lời Mạc và Lê đều nói thân này sau khi chết là diệt hết? Đọc đoạn kinh này, chúng ta thấy Phật chỉ rõ ràng ngay thân này, cái nào sanh diệt, cái nào chẳng sanh diệt. Thân là dòng biến động thay đổi từng phút giây, tức là vô thường hoại diệt. Tánh thấy xưa nay chưa từng thay đổi thì làm gì có hoại diệt. Nói tánh thấy là chỉ cái thấy biết thường xuyên nơi mắt chúng ta, khi chưa hợp tác với niệm thứ hai để so sánh đẹp xấu hơn kém. Cho đến mắt chúng ta mở hay nhắm, nó cũng luôn luôn hiển lộ. Nó không lệ thuộc hoàn toàn vào mắt. Cơ quan mắt tốt thì nó hiện sáng tỏ, cơ quan mắt xấu thì nó hiện lu mờ. Cho đến cơ quan mắt hoại, nó không bị hoại theo. Đó là đặc tính chẳng sanh chẳng diệt của nó vậy. Chẳng những thực thể chẳng sanh chẳng diệt hằng biểu lộ ở mắt, mà ở tai nó cũng có mặt luôn luôn. Nếu tánh nghe thật không thì ai biết nó không? Thế nên A Nan, tiếng ở trong tánh nghe tự có sanh diệt, chẳng phải tánh nghe của ông do có tiếng, không tiếng mà nó có thành không. Ông còn điên đảo, nhận làm tiếng làm cái nghe, đâu còn lạ gì chẳng mê lầm cho cái thường làm đoạn. Trọn không nên nói lìa các thứ động tịnh, không biết mà bảo không có tánh nghe. Đây là cái mê lầm chung của toàn thể chúng ta, nhận tiếng làm cái nghe, nhận hình tướng làm cái thấy. Có tiếng gọi là nghe, không tiếng gọi là không nghe. Có hình tướng gọi là có thấy, không hình tướng gọi là không thấy. Nghe thấy là cái giác tri của chính mình, hình tướng và âm thanh là trần cảnh bên ngoài. Nhận lầm trần cảnh là mình, trách gì không mất mình và trôi lăn theo cái sanh diệt mãi mãi. Đó là bằng chứng hiển nhiên để thấy chúng ta đang bị vô minh điên đảo. Biết ngay nơi đây mà chúng ta không chịu thức tỉnh, phát minh tánh chân thường chẳng hoại, không biết bao giờ ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Đánh thức mọi người giác ngộ thể tánh chân thường của chính mình, âu cũng là mục đích chung của chư Phật. Kinh Pháp Hoa có đoạn: Này Xá Lợi Phất, chư Phật tùy nghi nói pháp, ý thú khó hiểu. Vì cớ sao? Vì ta dùng vô số phương tiện, các thứ nhân duyên, lời lẽ, thí dụ diễn nói các pháp. Pháp ấy không phải do suy nghĩ phân biệt hay hiểu, chỉ có chư Phật mới hay biết nó. Vì cớ sao? Vì chư Phật Thế Tôn chỉ do một đại sự nhân duyên mà hiện ra đời. Xá Lợi Phất, thế nào nói chư Phật Thế Tôn chỉ do một đại sự nhân duyên mà hiện ra đời? Vì chư Phật Thế Tôn
muốn chúng sanh mở tri kiến. Phật khiến được thanh tịnh mà hiện ra đời, muốn chúng sanh ngộ tri kiến Phật mà hiện ra đời, muốn chúng sanh nhập tri kiến Phật mà hiện ra đời. Xá Lợi Phất, đó là chư Phật chỉ do một đại nhân duyên mà hiện ra đời. Yếu chỉ chư Phật không có hai, duy dẫn đường chúng sanh vào tri kiến Phật. Tri kiến Phật tức là cái thấy biết Phật sẵn có nơi ở chúng ta. Chúng ta thấy nhân nơi sắc tướng, sắc tướng mất, nói không thấy. Biết nhân trần cảnh không, nói không biết. Ai thấy sắc tướng mất mà nói không thấy? Ai biết trần cảnh không mà nói không biết? Quả tang chúng ta quên mất chúng ta một cách đáng thương. Mỗi hôm, sáng vừa mở mắt, chúng ta đã đặt sẵn bao nhiêu vấn đề phải giải quyết trong ngày nay. Đến chiều tối ăn cơm xong, lên giường nằm kiểm điểm lại đã giải quyết được mấy vấn đề. Còn cặn lại và thêm những vấn đề mới ngày mai phải giải quyết. Cứ thế mãi, ngày này qua ngày nọ, cho đến ngày tắt thở mà những vấn đề vẫn chưa giải quyết xong. Những vấn đề là việc bên ngoài mà thiết tha giải quyết, còn chính ông chủ đặt vấn đề và giải quyết vấn đề lại quên bẵng. Xong ông chủ ấy lại là người không có vấn đề, quên mình chạy theo cảnh là cái thấy biết của chúng sanh. Nhân cảnh nhận được tánh chân thường của chính mình là cái thấy biết Phật, tri kiến Phật. Quên mình là mê, nhận được mặt thật của mình là giác. Chuyển mê khai ngộ cho chúng sanh là bản hoài của chư Phật. Chính vì đánh thức chúng sanh sống trở lại cái thấy biết Phật của mình, đừng chạy theo trần cảnh mà quên mất mình. Kinh Kim Cang có đoạn: thế nên tu Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa tất cả các tướng, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không nên trụ mọi nơi sắc, không nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nên phát tâm không có chỗ trụ. Nếu tâm có trụ, tức là chẳng trụ. Tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là tâm Phật. Tâm Phật không dính mắc sáu trần, vì sáu trần là pháp sanh diệt. Dính mắc pháp sanh diệt là tâm hư vọng của chúng sanh. Cho nên Bồ Tát muốn an trụ nơi tâm Phật thì không nên dính mắc sáu trần. Còn chạy theo sáu trần là còn thấy trong có tâm, ngoài có cảnh, nằm trong pháp đối đãi giả dối. Biết trần cảnh duyên hợp giả dối, dừng tâm không chạy theo nó là sống trở về tánh chân thật tuyệt đối của mình. Đó là pháp môn bất nhị trong kinh Duy Ma Cật. Kinh Duy Ma Cật có đoạn: ông Duy Ma Cật nói với các vị Bồ Tát, các nhân giả, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai? Cứ theo chỗ hiểu của mình mà nói, Bồ Tát pháp tự tại nói, các nhân giả, sanh diệt là hai, pháp vốn không sanh cũng không diệt, được vô sanh pháp nhẫn, đó là pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Thủ nói, ngã, ngã sở là hai, nhân có ngã mới có ngã sở. Nếu không có ngã thì không có ngã sở. Đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Văn Thù nói, như ý tôi, đối với tất cả các pháp không nói không bàn, không chỉ không biết, xa lìa các vấn đáp. Đó là vào pháp môn không hai. Ngài Văn Thù hỏi ông Duy Ma Cật,
chúng tôi ai cũng nói rồi, đến lượt nhân giả nói thế nào là pháp môn không hai. Duy Ma Cật ngồi im lặng. Ngài Văn Thù khen: hay thầy, hay thầy, cho đến không có văn tự ngữ ngôn, đó mới thật vào pháp môn không hai. Người đọc kinh Phật rất khó hiểu vì cách lập ngôn trong kinh. Thế thường nói hai hoặc nói một, nếu không phải một là hai, không phải hai là một. Tại sao trong kinh nói không hai mà chẳng nói một? Bởi một đối hai, hai đối một. Ở đây chỉ pháp thoát ngoài đối đãi nên nói không hai. Nếu có dùng ngôn ngữ cũng chỉ vì dẹp ngôn ngữ, như đoạn Ngài Văn Thù nói. Đến chỗ cú kính ấy, không còn lời để diễn bài. Vừa có diễn bài đều rơi vào đối đãi. Chỉ ngay đó nhận được mới là người đạt đạo. Chính đó là chỗ im lặng của ông Duy Ma Cật. Nói mà không nói là mượn ngôn ngữ để dẹp ngôn ngữ. Không nói mà nói là im lặng để thầm chỉ chân lý tuyệt đối, bật hết các ngữ ngôn. Đó là thái độ hai vị Bồ Tát ở cuối phẩm này. Bản lai diện mục là bộ mặt thật xưa nay của chúng ta. Nó là tên khác của đạo, của pháp thân, của Phật tánh, của chân tâm. Chúng ta có bộ mặt thật muôn đời không đổi mà tự bỏ quên nó, bám vào thân hình tạm bợ cho là thật mình. Cái thân hình đang chấp giữ là thật mình, nó thay đổi từng phút giây, hợp tan không nhất định. Thế thì lấy gì bảo chứng cho nó là thật? Quả thật một hình tướng biến thiên, một hợp thể tạm bợ. Nó có mà không thật có vì luôn luôn đổi thay, còn mà không thật còn vì hợp tan chẳng định. Nếu chấp chặt nó là ta, thật là cái ta tạm bợ làm sao? Hoặc có người biết thân này giả dối, chính cái tâm biết thiện, biết ác, biết phải, biết quấy, tốt xấu mới thật là ta. Xong cái tâm phân biệt hai bên cũng là đổi thay tạm bợ. Vì vừa giấy nghĩ về lành, về dữ thì nó đã sanh diệt rồi. Nếu buông hết mọi vấn đề đối đãi, tìm lại nó thì tung tích vắng tanh. Thế là ta ở đâu? Mất rồi sao? Thật bối rối vô cùng. Nếu chấp cái suy nghĩ là ta, chỉ vì chấp thân tạm bợ, tâm giả dối, làm ta nên muôn kiếp trôi lăn trong sanh diệt, gọi là luân hồi. Ngay nơi thân tạm bợ, tâm giả dối, chúng ta nhận ra bộ mặt thật xưa nay của mình và sống hẳn với nó. Dòng sanh diệt ngang đáy liền dừng, kiếp luân hồi đến đây giải thoát. Bộ mặt thật xưa nay chưa từng bị sanh diệt, một thực thể không do nguyên hợp, làm gì bị đổi thay, tan hợp. Nó vẫn có và thường có mà chúng ta quên đi, gọi là vô minh. Thật ra nó không còn lầm quên nữa, gọi là giác ngộ. Muốn chỉ bộ mặt thật xưa nay cho người, không cách gì kỳ diệu nào bằng câu không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa minh của lục tổ? Người ta cứ thắc mắc cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa minh mà chẳng nhớ không nghĩ thiện, không nghĩ ác là tối quan trọng. Chính khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác là bản lai diện mục của thượng tọa minh chứ gì? Bởi khi tâm bình thường tỉnh táo, không giấy nghĩ thiện ác phải quấy, quả là bộ mặt thật xưa nay xuất hiện. Vừa giấy nghĩ thiện, nghĩ ác là động, là chạy theo sanh diệt. Bộ mặt thật xưa nay bị khuất lấp mất rồi. Cho nên qua câu nói này, thượng tọa minh
khéo thấy được bộ mặt thật xưa nay của mình, gọi là ngộ đạo. Đạo ngộ nói tâm yếu, tức là nam tuyền nói tâm bình thường. Trong mọi hành động ăn cơm, mặc áo, tới lui, qua lại của chúng ta đều biểu lộ tâm yếu đầy đủ. Chỉ đáng tiếc, khi ăn chúng ta chẳng chịu ăn, lại nghĩ đến việc này việc kia. Khi mặc chẳng chịu mặc, lại suy các việc nọ. Chúng ta không thể sống được với tâm bình thường trong mọi hoạt động của mình. Hằng bị vọng tưởng cuốn hút qua mọi lĩnh vực hoạt động của nó. Do đó, cả ngày chúng ta mãi đuổi theo vọng tưởng, hết thứ này đến loại khác, không bao giờ được dừng nghỉ. Ở đây, thiền sư Đạo Ngộ chỉ tâm yếu, phát hiện nơi dân trà, nhận cơm, gật đầu. Thật là bình thường đơn giản. Tâm yếu hằng hiện hữu nơi mọi hoạt động của chúng ta mà chúng ta thông qua không chịu nhận. Bởi trong đầu óc chúng ta chứa dẫy đầy các thứ quái tượng, hiếu kỳ thì làm sao nhận được cái tâm bình thường đơn giản này? Nói đến tâm yếu, đạo, pháp thân, chúng ta tưởng tượng phải là cái gì phi thường kỳ đặc mới được. Đâu ngờ nó lại là cái rất giản đơn bình dị. Ném đi mọi vọng tưởng cuồng loạn, chỉ sống trong tâm thể an nhiên, trong mọi hoạt động bình thường, là chúng ta đạt đạo, ngộ tâm yếu. Các lượng sóng lặn hợp trên mặt biển là hiện tượng sanh diệt. Khi mọi lượng sóng đều lặng yên, chỉ còn một mặt biển phẳng lì, thử hỏi cái gì là sanh diệt? Có sóng nổi lên là có hình tướng sai biệt. Khi sóng lặng hết, tìm xem còn hình tướng gì. Sóng đến đó không thể nói không có mặt biển. Tâm thể chúng ta cũng như thế. Chỉ cần lặng hết mọi vọng tưởng thì sẽ tánh hiển bày. Thế nên vừa suy nghĩ là lấp mất thể tánh rồi. Thiền sư Hoài Hải, Bá Tượng theo hầu Mã Tổ đi dạo vườn, bỗng có bầy chim bay qua. Mã Tổ hỏi: "Bầy đó là gì?" Hoài Hải thưa: "Bầy vịt trời." "Bầy đi đâu?" "Bầy qua mất." Mã Tổ nắm lỗ mũi của sư vặn mạnh một cái, đau quá sư la thất thanh. Mã Tổ bảo: "Sao không nói bầy qua mất?" Nhân đây sư tỉnh ngộ. Tâm yếu luôn luôn hiển lộ đầy đủ nơi sáu căn, mà chúng ta không nhận thấy. Chúng ta một bề buông thả sáu căn chạy theo sáu trần. Mắt đối sắc cho là có thấy, sắc trần qua mắt nói mất là không thấy, lệ thuộc hẳn ngoài cảnh. Sắc trần là tướng sanh diệt chợt có chợt không. Cái thấy biết sắc trần có khi nào sanh diệt, mà chúng ta chỉ nhận sắc trần không nhận cái thấy. Cái thấy là hiện thân của tâm yếu, là mạng sống ngàn đời của chúng ta. Thế mà chúng ta quên đi mạng sống của chính mình, phóng tâm đuổi theo dòng sanh diệt của ngoại giới. Trường hợp thiền sư Hoài Hải cũng thế, chỉ nhớ bầy chim bay qua mất, không nhớ tánh thấy thường có của mình. Mã Tổ nắm lỗ mũi vặn mạnh, bảo: "Sao không nói bay qua mất?" Sư chợt tỉnh ngộ cái không mất của mình, hay thức được giấc mê quên mình theo vật. Chúng ta sống nhờ lỗ mũi hít vô thở ra, nó là sanh mạng của mình. Lỗ mũi hằng có mặt thường trực ở trước chúng ta, mà chúng ta khó thấy và ít nhớ. Hằng ngày, chúng ta chỉ nhớ những vấn đề ăn, mặc, đẹp, xấu, còn hơi thở là điều tối thiết yếu, lại quên đi. Quên hơi thở, tức là đã quên mạng sống của chính mình. Mạng sống đã quên đi, thì sự sống không còn ý nghĩa của sự sống. Sống của cái chết, của cái cuồng loạn. Phật
và tổ cố đánh thức chúng ta nhớ lại mạng sống của chính mình. Hằng sống với mạng sống của chính mình, làm gì có nghĩa chết. Như mãi còn thở ra vào, sao nói chết được. Bởi vì chết là cái mất đi cái sống, là dừng hơi thở. Tánh thấy hằng hiện hữu nơi chúng ta mà chúng ta không thấy. Ví như lỗ mũi thường có mặt ở trước mắt mà chúng ta dễ quên. Cái nắm mũi vặn mạnh của Mã Tổ khiến thiền sư Hoài Hải Đao La thức thanh, liền đó tỉnh ngộ. Quả là diệu thuật trong nhà thiền, cũng là một bài thuyết pháp không lời kỳ diệu. Cũng vậy, nơi tai chúng ta nếu không có cái linh tri thường trực, thì động làm sao có phản ứng kịp thời. Ở đây vừa gọi liền đáp, không có phút giây chờ đợi nghĩ suy gì cả. Cho đến đang lúc ngủ say, bỗng có tiếng gọi to cũng giật mình thức giấc. Càng thấy rõ cái linh tri nơi tai chúng ta không khi nào vắng mặt. Chỉ khi thức các cơ quan hoạt động thì nó sáng, lúc ngủ cơ quan đóng bít thì nó mờ. Cái linh tri này mới thật là chủ nhân ông hay, bộ mặt thật xưa nay của chúng ta. Chúng ta quên lẫn ông chủ, cứ chạy theo khách trần bên ngoài. Một bề quên mình theo vật, nên mãi trầm luân sanh tử. Đang lúc hoạt động lăng xăng, có người hỏi, cái gì là ông chủ? Chúng ta bàng hoàng sửng sốt, không biết đáp thế nào. Thế là, hằng ngày chúng ta nói sống vì mình, lo cho mình, mà quả thật chúng ta đã mất mình. Nếu biết rõ ông chủ của mình, chúng ta mới dám nói thật sống. Bằng không biết ông chủ thế nào, làm sao nói rằng mình đang sống được. Có hoạt động, có sống, cũng chỉ là cuộc sống vay mượn mà thôi. Ông Bùi Hưu thấy hình cao tăng mà không biết cao tăng ở đâu. Đó là tâm trạng quên mất ông chủ, đang thao thức dò tầm. Một tiếng gọi của thiền sư Hy Vận, dường như là một tiếng sét ngang tai, khiến ông bất chợt ứng thanh, dạ, chồng thêm một câu hỏi, ở đâu? Hốt nhiên ông sáng mắt. Ông chủ, đã lâu ông băn khoăn thắc mắc kiếm tìm, bất chợt hiện lồ lộ trước mắt. Hạt châu quý trong búi tóc của nhà vua, trong kinh Pháp Hoa, chỉ dành tặng riêng cho vị tướng quân có công to nhất. Hôm nay ông nhận được. Cái cao cả quý báu nhất trong đời sống của con người là ông chủ. Nhà không có chủ là nhà hoang, xác thân không nhận ra ông chủ là xác thân rỗng. Vì thế, mục đích duy nhất của Phật, của Tổ là chỉ cho chúng ta nhận ra ông chủ. Ông chủ ấy hằng có mặt nơi tai mắt của chúng ta, chỉ khéo nhận liền thấy. Đồng một cảnh mà mê ngộ khác nhau, gốc tại quên mình theo vật hay nhân vật nhận được mình. Ở hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa sen lên, Tôn giả Ca Diếp miệng cười chúng chiếm, đồng ý nghĩa này. Chư Tổ Thiền Tông tận dụng mọi phương tiện, nào đưa tay dựng Phật tử, khiến người nhận được ông chủ qua cái thấy của mình. Ngay khi thấy sự vật, tâm không bị dấy một niệm nào, chính khi ấy bộ mặt thật xưa nay bày hiện. Vì có thấy là có biết không do suy nghĩ, không do phân biệt, mới là cái biết chân thật, thoát ngoài đối đãi sanh diệt. Cái biết do suy nghĩ, do phân biệt đều là động, tạm có rồi không, làm sao nói chân thật được. Cái suy nghĩ phân biệt lặng xuống, tánh giác tri hiện bày rỡ rỡ, nó mới thật là ông chủ muôn đời của ta. Giác tri mà lặng lẽ thì làm gì có sanh diệt. Chỗ này còn nghi ngờ gì, không nói nó chân thật vĩnh cửu.
Thế nên, mắt thấy sắc tướng mà nhận được tánh thấy của mình là ngộ đạo, trái lại là mê. Khi tâm tưởng quả núi, liền có quả núi hiện nơi tâm. Tâm nhớ người, liền có người hiện. Giấy tâm thì có cảnh, tâm cảnh dính liền nhau, tâm không rời cảnh. Đó là tâm hư vọng, cũng gọi là vọng tưởng. Cảnh có đến hàng vạn, nên tâm duyên cảnh cũng cả trăm thứ. Có tướng mạo là tâm thô, chi nhiều thứ là bị phân tán. Tâm thô và phân tán nên công dụng của nó yếu ớt tầm thường. Khi vọng tưởng đã lặn sạch, chỉ còn một tâm thể linh minh, không hình dáng tướng mạo, nên ứng dụng vô cùng. Đến chỗ này gọi là diệu dụng không thể nghĩ bàn. Bởi diệu dụng không thể nghĩ bàn, nên dụ là bảo châu như ý. Nắm hạt chân châu này trong tay thì mọi việc đều như ý, tức là mãn nguyện tự tại. Một bên công dụng tầm thường cuộc hạn, một bên diệu dụng không thể nghĩ bàn tự do tự tại. Đối chiếu nhau, chúng ta thấy rõ giá trị sai biệt của đôi bên rồi. Chân lý tuyệt đối không có ở bên ngoài, mà nằm sẵn ngay nơi chúng ta. Chúng ta muốn tìm nó, phải biết quay lại với mình, đừng chạy ra ngoài tìm kiếm vô ích. Chân lý tuyệt đối nơi mình chính là ông chủ của mình. Nhận ra ông chủ thì mọi chân lý trong vũ trụ đều thấy rõ. Nhận ra và sống được với ông chủ của mình thì vòng luân hồi chấm dứt, mọi khổ đau hết sạch, được giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Bước đầu học Phật. Phần 24. Học Phật bằng cách nào? Hỏi: học Phật bằng cách nào, tức là hỏi đến phương pháp học Phật. Ở thế gian, môn học nào cũng có phương pháp riêng của nó. Ví như môn toán học, người học trò trước phải biết số, kế học thuộc củ chương, học cách cộng trừ nhân chia, lên nữa phải học công thức, học phương trình. Môn văn chương, trước tiên phải biết chữ cái, học ráp vần, viết chính tả, học văn phạm, tập cách làm văn. Phương chi Phật pháp là môn học giác ngộ, mà không có phương pháp riêng của nó hay sao? Phương pháp học Phật tức là ba môn tuệ học: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Bởi vì muốn vào cửa giác ngộ, không phải anh tướng trí tuệ thì không sao vào được. Phật pháp là chân lý, là những sự thật. Nếu không có ngọn đuốc trí tuệ soi sáng, làm sao chúng ta thấy mọi sự thật ở chung quanh? Không cần trí tuệ, chỉ dùng lòng tin đến với đạo Phật để học Phật pháp thật là sai lầm lớn lao. Đây là chứng bệnh trầm trọng của Phật tử hiện thời. Cần phải chữa lành bệnh này, chúng ta phải ứng dụng triệt để ba môn tuệ học vào công trình tu học Phật pháp. Thế nào là văn tuệ? Văn là nghe, do nghe giáo lý Phật pháp trí tuệ mở sáng, gọi là văn tuệ. Chúng ta nghe Phật pháp qua lời giảng dạy của chư tăng, của thiện hữu tri thức đã tu học trước ta. Những lời giảng dạy ấy xuất phát từ kinh điển của Phật, trong đó chứa toàn lời lẽ chân thành, chân chánh, chỉ bày mọi sự thật cho chúng sanh. Càng nghe, trí tuệ chúng ta càng sáng, hoặc chúng ta trực tiếp đọc kinh sách Phật, khiến mở mang trí tuệ cũng thuộc văn tuệ. Chịu khó nghe giảng dạy,
chịu khó nghiên cứu kinh sách Phật. Đó là người biết từ cửa văn tuệ tiến thẳng vào ngôi nhà Phật Pháp. Thế nào là tư tuệ? Tư là suy xét phán đoán. Do suy xét phán đoán những lời dạy trong Phật Pháp, trí tuệ càng tăng trưởng. Chúng ta chỉ được nghe lời chỉ dạy của thầy bạn dẫn từ trong kinh Phật ra, xong nghe rồi tin liền là chưa đủ tư cách học Phật. Buộc chúng ta phải dùng trí phán đoán xem đúng hay sai. Nếu quả thật đúng, từ đó chúng ta mới tin, có thể mới thực hành đúng câu: các người phải tự thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc lên với chánh pháp, trong kinh Pháp Cú. Chúng ta muốn mở mang trí tuệ, song tự mình làm sao mở được? Phải mồi ngọn đuốc trí tuệ của mình với ngọn đuốc chánh pháp của Phật, trí tuệ mới phát sáng. Mồi bằng cách nào? Ví như chúng ta nghe vị sư giảng rằng tất cả thế gian đều là vô thường. Sau đó phải dùng trí tuệ của mình phán đoán xem đúng hay không. Chúng ta tự đặt câu hỏi: tất cả thế gian đều là vô thường, có sự vật nào thoát ngoài luật lệ ấy chăng? Nếu có, câu nói này chưa phải chân lý. Bằng không mới thật đúng chân lý. Chúng ta sẽ hoàn toàn tin. Thế rồi ta tự khảo sát: con người có phải là vô thường không? Từ ông bà đến cha mẹ chúng ta đều có sanh ra, lớn lên, bệnh, già yếu, rồi chết. Kể luôn cả ta cũng như thế. Khi nào còn nhỏ, lớn lên, bệnh, già yếu, rồi cũng sẽ chết. Trong gia đình thân thuộc chúng ta đã thế, ngoài xã hội cũng thế, cả nhân loại trên thế giới cũng thế. Ngàn xưa là thế, mãi sau này cũng thế. Quả là con người vô thường. Đến những sự vật, nào là nhà cửa, cái bàn ghế, xe cộ, có bị vô thường không? Chính cái nhà của mình, khi mới cất thì tốt đẹp lành lặn, qua vài ba năm thì thấy cũ dần, đến năm 10 năm sau thì hư sập. Cái bàn cũng thế, khi mới đóng xem bóng loáng tốt đẹp, dùng mấy năm thấy đã cũ kỹ, tróc sơn, rồi đây sẽ mục nát hư hoại. Chiếc xe mới mua đem về mới toanh, chạy được một năm thì vỏ đã rách, cổ hỏng, các ốc đã lờn, vài năm nữa sẽ hư. Thế là nhà cửa, bàn ghế, xe cộ, những vật cần dùng bên cạnh chúng ta tất thảy bị vô thường chi phối. Cho đến trăm ngàn vật khác, nếu khảo sát đều thấy đồng một số phận như nhau. Chúng ta có thể kết luận rằng tất cả thế gian là vô thường. Quả thật là chân lý. Ta tin chắc lẽ này, dù có ai nói khác đi cũng không làm lay động được lòng tin của ta. Bởi lòng tin này đã được gạn lọc qua sàn lý trí, nên nó vững chắc không dễ gì làm lung lay. Lại một ví dụ, chúng ta nghe vị sư giảng lý luân hồi, bảo rằng muôn vật ở thế gian đều xoay quanh vòng luân hồi. Ta tự đặt câu hỏi: tại sao muôn vật đều luân hồi? Có vật nào không luân hồi chăng? Chúng ta bắt đầu xét từ thực vật. Cây cối thành hình bắt nguồn từ hạt, hạt nảy mầm tăng trưởng thành cây, nở hoa, kết trái, trái xanh hạt, hạt lại nảy mầm, lộn đi đảo lại không cùng. Song đó là sự lộn đi đảo lại từ cây này sang cây khác. Ngay bản thân cây ấy có đảo lộn vậy không? Cũng lộn đi đảo lại như thế. Thân cây hiện sống đây do chăm rễ hút đất nước,
nuôi dưỡng mới được sanh trưởng, dần dần thành đại thọ. Rễ hút đất nước nuôi dưỡng thân cành lá, lá rụng biến thành phân đất, cành rảnh mục cũng thành phân đất, thân cây ngã mục cũng trở về đất nước. Thân cây nhờ đất nước sanh trưởng, khi ngã mục lại trở về đất nước. Nước do ánh nắng bốc thành hơi, hơi lên cao gặp khí lạnh động lại, rơi xuống thành nước, nước lại bốc hơi, mãi mãi không cùng. To như quả địa cầu này, vẫn xoay tròn quanh cái trục, sáng rồi tối, tối lại sáng. Căn cứ vào sự xoay tròn của nó, người ta chia ra thành ngày tháng năm giờ, tiết khí xuân hạ thu đông, xoay vần thế mãi không cùng. Do sự khảo sát trên, chúng ta khẳng định rằng muôn vật ở thế gian đều xoay quanh vòng luân hồi là sự thật, không còn gì phải nghi ngờ. Trên đây tạm cử vài ví dụ làm căn bản cho công cuộc suy xét phán đoán Phật Pháp. Căn cứ vào đây, chúng ta phán xét những lời Phật dạy hoặc chư tăng dạy trong những trường hợp khác. Có thế mới phân biệt được chánh, tà và đúng tinh thần người học Phật. Thế nào là tu tuệ? Sau khi phán xét lời Phật dạy là đúng, chúng ta đem áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình, khiến chánh lý càng bày hiện sáng tỏ là tu tuệ. Ví như đã biết rõ tất cả thế gian là vô thường, chúng ta ứng dụng sự vô thường vào đời sống của mình trong những trường hợp như sau. Đã biết rõ thế gian là vô thường, khi gặp vô thường đến với bản thân của mình, với gia đình ta, ta vẫn giữ bình tĩnh, không hốt hoảng sợ hãi. Vì biết chắc điều đó ở thế gian không ai tránh khỏi, sợ hãi kinh hoàng chỉ làm rối thêm vô ích. Bởi không sợ nên tâm ta bình tĩnh sáng suốt, giải quyết mọi việc một cách tốt đẹp. Chúng ta vẫn đủ sáng suốt để khuyên giải cho những người đồng cảnh ngộ bớt đau khổ. Biết rõ thế gian là vô thường, mọi sự tranh giành danh lợi tài sắc, lòng ta nguội lạnh. Tranh giành những thứ tạm bợ ấy làm gì? Để rồi chuốc khổ về mình, gây đau khổ cho người. Rốt cuộc chỉ thành việc mò trăng bắt bóng. Lòng tham lam giành giật dục lạc thế gian do đây dứt sạch. Thấy rõ lẽ vô thường, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết, phải cố gắng làm mọi việc lành. Nếu cơn vô thường đến, chúng ta có muốn làm cũng không sao làm được. Lại biết quý tiết thời giờ, một ngày qua rồi không tìm lại được, phải cấp bách nỗ lực làm lợi cho mình, lợi cho người, không thể chần chờ. Đó là ba trường hợp do biết thế gian vô thường. Chúng ta khéo léo ứng dụng tu hành trong cuộc sống hiện tại của mình, bao nhiêu sự lợi ích tốt đẹp sẽ theo đó mà tăng trưởng. Sự tu hành ấy đi đôi với tâm trí tỉnh táo sáng suốt nên gọi là tu tuệ. Ví dụ nữa, chúng ta nhận rõ muôn vật luân hồi, liền ứng dụng lý luân hồi vào cuộc sống của mình. Nếu phải luân hồi, chúng ta chọn cái luân hồi nào tốt đẹp an ổn hơn. Ví như biết các loài thảo mộc từ hạt nảy mầm sanh trưởng thành cây, đơm hoa kết quả, hạt lại nảy mầm. Chúng ta nên chọn lựa hạt giống tốt, ngon, đem ươm để sau này kết quả ngon, cho ta và mọi người được thưởng thức vị ngon. Cũng thế, trong vòng luân hồi của bản thân ta cũng không thoát khỏi. Ta cần tạo những nhân tốt, nhân ăn vui, để mai kia
có lăn lộn cũng lăn lộn trong chỗ tốt, chỗ an vui. Đã biết muôn vật luân hồi, chúng ta phải tìm xem nguyên nhân nào lôi cuốn vào luân hồi trong ấy. Biết rõ nguyên nhân rồi, phải tìm cách thoát ra ngoài vòng luân hồi, không đầu hàng khuất phục, để chịu lăn mãi trong luân hồi. Như các nhà khoa học nghiên cứu biết sức hút của quả đất, sau đó tìm cách chế phi thuyền đủ sức mạnh vượt ra ngoài vòng hút của quả đất, đi thẳng vào quỹ đạo. Biết luân hồi để tìm cách thoát ra chính là tinh thần tu tuệ. Văn tuệ, tư tuệ rất cần thiết, song tu tuệ lại càng quan trọng hơn. Nếu có văn tuệ, tư tuệ mà thiếu tu tuệ thì chỉ là tuệ rỗng, không lợi ích thiết thực cho đời sống con người. Nhờ tu tuệ mới thẩm định được giá trị văn, tư ở trên và giúp cho văn, tư được kết quả viên mãn. Vì thế, Đức Phật dạy hàng Phật tử đi chùa là cốt gặp sư tăng, sư ni. Gặp tăng ni rồi, cần phải thưa hỏi Phật Pháp. Thưa hỏi xong, phải ghi nhớ. Ghi nhớ rồi cần phán xét. Phán xét rồi phải tiến tu. Được như vậy mới đúng tinh thần Phật tử. Phỏng theo bài kinh Mahanam trong tạp A Hàm, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng trình với Phật: thuở quá khứ lâu xa, Ngài gặp Phật dạy tu phương pháp văn tư tu, được vào chánh định và cho diệu là Quán Thế Âm. Kinh Lăng Nghiêm. Chính trong giới Bồ Tát, Phật cũng dạy, dù ở xa trăm ngàn dặm, nghe có người nói kinh luật, người mới thọ giới Bồ Tát cũng phải mang kinh luật đến đó học. Kinh Phạm Võng. Quả nhiên, Đức Phật không chấp nhận đệ tử tu hành tối dốt, phải đầy đủ ba môn tuệ học mới xứng là đệ tử của Ngài. Ba môn tuệ học này hoàn toàn thích hợp với tinh thần khoa học hiện nay. Bất luận học môn nào, trước tiên học lý thuyết, kế đến là phê bình lý thuyết, sau là thí nghiệm hay thực hành lý thuyết. Lý thuyết tức là văn tuệ, phê bình tức là tư tuệ, thí nghiệm thực hành là tu tuệ. Làm sao tu theo Phật? Chỉ dạy chúng sanh tu hành thành Phật là bản hoài của chư Phật. Song vì trình độ khả năng sai biệt của chúng sanh, không thể đồng tu theo một môn và đồng kết quả như nhau được. Bất đắc dĩ, Phật phải dạy nhiều phương pháp tu khác nhau, trong đó đại khái chia làm hai loại: tu còn luân hồi, tu ra khỏi luân hồi, tức là giải thoát. Tu còn luân hồi. Trong phần Phật Pháp ở trước, chân lý phổ biến có nhân quả và duyên sanh, động cơ chủ yếu hai lý này là nghiệp. Cho nên nói nghiệp quả và nghiệp duyên. Do nghiệp lành dữ làm nhân đưa đến kết quả tốt, kết quả xấu là quả, bởi nghiệp lôi cuốn thúc đẩy theo duyên kết hợp sanh trưởng. Nghiệp mãn duyên rã rời thì hợp thể tan hoại. Thế nên nghiệp là chủ động trong vòng luân hồi. Nghiệp hệ trọng dừng ấy, chúng ta cần biết nó là gì. Nghiệp là hành động tạo tác của chúng sanh, xuất phát từ thân, miệng, ý, nói gọn là tác động. Tác động do chúng sanh tạo ra, rồi chi phối lại chúng sanh. Ví như chàng họa sĩ tưởng tượng vẽ hình một mỹ nữ, vẽ xong ngắm xem những nét kiều diễm của mỹ nữ, chàng ta lại sanh yêu bức họa do chính tay mình vẽ. Cũng thế, chúng sanh do thân, miệng, ý tạo nghiệp,
nghiệp lại lôi cuốn chúng sanh đi thọ quả báo, thọ báo lại tạo nghiệp, mãi mãi không cùng. Sự quanh quẩn xuống lên do động cơ nghiệp thúc đẩy, gọi là luân hồi. Nói đến nghiệp là xác định quyền làm chủ của chính mình. Mình tạo rồi mình chịu, không do sức thiêng liêng nào tạo nên, cũng không do sự bắt buộc của tha nhân. Chỉ có tác động của chúng ta lâu thành thói quen, có sức mạnh chi phối lại chúng ta, ví như bệnh nghiền rượu chẳng hạn. Không có người nào vừa biết ăn vừa biết nói là nghiền rượu ngay. Phải do buổi đầu tập tành lâu ngày thành thói quen, có sức mạnh thúc đẩy, người ta phải tiếp tục đi theo con đường đó, tức là thành bệnh nghiền. Đã nghiền rồi, chi phối hoàn toàn đời sống của họ. Có đôi khi họ chán sợ cái bệnh của mình, muốn dừng bỏ mà không thể bỏ được. Đó là sức mạnh của nghiệp dẫn. Nghiệp có chia nghiệp lành, nghiệp dữ, nhưng cả hai đều còn cuốn hút trong vòng luân hồi. Người biết tu cần gây tạo nghiệp lành, chừa bỏ nghiệp dữ. Đó là chúng ta biết chọn lựa sự luân hồi tốt đẹp, an ổn trong tương lai như ở thế gian. Có người muốn tìm thú vui tao nhã một mình, hằng ngày tập uống trà, chơi kiển, làm thơ, lâu rồi thành thói quen. Thiếu những thứ ấy, nghe buồn bực khó chịu, đã thành nghiệp trà thơ. Có người thích thú vui cờ nhạc, cùng vài tri kỷ đánh nhạc chơi cờ, dần dần thành thói quen, thiếu nó cũng không chịu nổi, đã thành nghiệp cờ đàn. Có người thích đỏ đen rủ nhau đến sòng bạc, nhiều lần trở nên nghiền cờ bạc, đã thành nghiệp cờ bạc. Những nghiệp này đều do người tập tành mà có, không phải ngẫu nhiên được thành. Trong những nghiệp ấy, có cái thanh bai tao nhã, có cái vui vẻ nhẹ nhàng, có cái hư người mất nết. Chung quy đều do người tập lấy rồi chịu lấy. Thế là chúng ta chọn quyền quyết định lấy số phận hiện tại và vị lai của mình. Nghiệp xuất phát từ thân miệng ý của nơi chúng ta, nơi thân có giết hại, trộm cướp, tà dâm, nơi miệng có nói dối, nói hoa mỹ, nói ly gián, nói thô bạo hung ác, ý có si mê, tham lam, nóng giận. Những điều này dường như thói xấu ngàn đời đã mang sẵn trong con người của chúng ta. Chúng ta có mặt trên nhân gian này là nó có theo. Thói quen này làm đau khổ chúng sanh nên gọi là nghiệp ác. Biết dừng những thói xấu ấy hay chuyển cái xấu thành tốt là biết tu. Tu có hai dạng: dừng nghiệp và chuyển nghiệp. Tu dừng nghiệp. Từ xa xưa, không biết đạo lý, chúng ta buông lung thân chạy theo sự giết hại, trộm cướp, tà dâm, làm đau khổ chúng sanh, tức là nghiệp ác nơi thân. Giờ đây, biết đạo lý chính chắn, dừng lại không làm nữa, là tu dừng nghiệp ở thân. Trước kia, nơi miệng ưa nói dối, nói ly gián, nói hoa mỹ, nói thô bạo hung ác, để lường gạt, chia lìa, say mê, bực tức, khiến người đau khổ là nghiệp ác của miệng. Hiện nay, biết chận đứng ngăn đón, không cho nói những lời ấy nữa, là tu dừng nghiệp nơi miệng. Khi xưa, ý phóng túng chạy theo si mê, tham lam, nóng giận, lôi cuốn bản thân mình vào đường lầm lạc khổ đau và làm thương tổn đến người khác, là nghiệp ác của ý. Giờ này chúng ta biết hối lỗi, biết sám hối, bắt buộc nó dừng lại là tu dừng nghiệp của ý. Biết dừng ba nghiệp làm ác, tức là ba nghiệp lành, vì không còn làm đau khổ chúng sanh. Ta không tạo nghiệp khổ với chúng sanh, làm gì bị nghiệp ác lôi cuốn chúng ta đến nơi đền trả.
song biết dừng nghiệp ác mới là cái thiện tiêu cực, cần tiến lên tu cái thiện tích cực chuyển nghiệp. Tu chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp tức là thay nghiệp xấu đổi thành nghiệp tốt. Thay vì ngày xưa thân ưa giết hại, trộm cướp, tà dâm, nay thích làm việc cứu mạng, giúp đỡ, trinh bạch, là chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện của thân. Ngày xưa, miệng thường nói dối trá, nói lời ly gián, nói hoa mỹ, nói hung bạo, thô ác. Nay đổi thành nói chân thật, nói hòa hợp, nói đúng lý, nói nhã nhặn, là chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện của miệng. Ngày xưa, ý hay si mê, tham lam, nóng giận, nay sửa lại thành trí tuệ, buông xả, từ bi, là chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện của ý. Tu 10 nghiệp lành này, có tánh cách xây dựng, khiến tạo sự an vui tốt đẹp cho mọi người. Ở nhân gian, nếu được đa số người biết tu chuyển nghiệp, thì nhân gian không cầu hạnh phúc, mà hạnh phúc cũng tự đến. Biết tu chuyển nghiệp thì hiện tại được an lành, tương lai cũng được vui vẻ. Tuy còn luân hồi, song người biết tu dừng nghiệp và chuyển nghiệp hằng đến những nơi vui vẻ cao sang. Ngược lại, kẻ buông lung ba nghiệp làm ác thì thường tới lui những nơi đau khổ cơ cực. Như nhân loại hiện sống trên quả địa cầu này, có những nơi vui tươi sung sướng, cũng có những nơi đau khổ nghèo nàn. Đến trong một nước, một xứ, cũng vẫn có kẻ khổ người vui. Quan sát qua những cảnh tượng ấy, chúng ta thấy tùy nghiệp duyên gây tạo, chịu khổ vui sai biệt của chúng sanh thật quá rõ ràng. Mặc dù thế, muốn giúp sức mạnh cho việc tu dừng nghiệp và chuyển nghiệp được kết quả viên mãn, điều kiện tiên quyết phải quy y Tam Bảo và giữ gìn năm giới. Quy y là đặt định hướng cho cả cuộc đời của mình. Chúng ta tập tu dừng nghiệp và chuyển nghiệp để nhằm mục đích gì? Phải chăng vì muốn tiến theo gót chân của Đức Phật, sống theo chánh pháp của Ngài, nương sự hướng dẫn của chư Tăng, để cuộc sống của chúng ta ngày càng vươn cao hơn? Suốt đời chúng ta nhằm thẳng mục tiêu ấy mà tiến, không còn thái độ ngại ngùng chần chờ, dũng cảm cương quyết vượt mọi trở ngại, đến được mục tiêu mới thôi. Được như vậy mới đúng tinh thần quy y Tam Bảo, tức là xứng đáng được sự trở về nương tựa Phật, Pháp và Tăng. Giới luật là hàng rào ngăn chặn ba nghiệp khỏi rơi vào hố tội lỗi. Gìn giữ năm giới là trạm nghỉ chân đầu tiên trên con đường tu dừng nghiệp. Thiếu trạm nghỉ chân ấy, chúng ta không đủ sức khỏe leo lên ngọn núi thiện nghiệp an toàn. Năm giới cũng là nấc thang đầu tiên trên cây thang giải thoát. Mọi sự an lành siêu thoát đều bắt nguồn từ năm giới. Cho nên là Phật tử phải xem trọng và tôn giữ năm giới như người gìn giữ hòn ngọc quý, trong khi đi xuyên qua bọn người bất lương. Bởi quy y giữ giới có tánh cách quan yếu như thế, nên mọi người muốn trở thành Phật tử trước phải phát nguyện quy y Tam Bảo và gìn giữ năm giới. Đầy đủ quy giới rồi, chúng ta mới có thể tiến tu lên các pháp môn khác. Tu ra khỏi luân hồi, giải thoát. Chúng ta đã biết chủ động lực trong vòng luân hồi là nghiệp. Thân miệng ý là nơi xuất phát nghiệp. Nghiệp còn thì còn luân hồi, nghiệp sạch thì hết luân hồi. Nhưng trong ba nghiệp, ý nghiệp là chủ động. Vì có ý nghĩ mới sai khiến miệng nói thân làm. Muốn sạch nghiệp, chúng ta trước phải lo tạo thanh ý nghiệp, không chịu dọn dẹp ý nghiệp, chỉ lo tu tập thân miệng là làm việc ngọn ngành. Thuở xưa,
Tổ Hoài Nhượng ở Nam Nhạc thường thấy thiền sư Đạo Nhất, Mã Tổ, ra tảng đá ngồi thiền suốt ngày. Tổ đến hỏi: Đại Đức, ngồi thiền để làm gì? Đạo Nhất thưa: Để làm Phật. Hôm sau, Tổ lấy hòn gạch đến trên phiến đá bên cạnh tảng đá Đạo Nhất ngồi thiền, Tổ mài. Đạo Nhất thấy lạ hỏi: Thầy mài gạch để làm gì? Tổ đáp: Mài để làm gương. Đạo Nhất thưa: Mài gạch đâu thể làm gương được. Tổ bảo: Ngồi thiền đâu thể thành Phật được. Đạo Nhất hỏi: Vậy làm thế nào mới phải? Tổ bảo: Như trâu kéo xe, nếu xe không đi, đánh xe là phải, đánh trâu là phải. Đạo Nhất lặng thinh. Xe là cái bị động, trâu là chủ động. Muốn điều khiển xe, cho xe đi phải nhằm thẳng cái chủ động thôi thúc nó. Cắm đầu đánh đập thôi thúc cái bị động là chỉ việc phí công vô ích. Thân miệng là cái bị động, ý là chủ động. Không chịu thúc liễm ý, cố kiềm thân ngồi ngay thẳng hay khiến miệng đọc tụng mãi cũng là việc không công. Thúc liễm kềm hãm ý đâu hạn cuộc hình thức ngồi hay đứng, mà cả bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi đều phải theo dõi luôn. Hằng theo dõi như thế, khả dĩ chận đứng được ý nghiệp. Ý nghiệp dừng lặng rồi, thân nghiệp, khẩu nghiệp theo đó được thanh tịnh. Thế nên, những phương pháp tu trong Đạo Phật như tụng kinh, trì chú, niệm Phật, tọa thiền đều nhắm thẳng chận đứng ý nghiệp. Các vị tôn túc thường dạy: Tụng kinh không loạn tưởng mới đầy đủ phước đức, trì chú tâm không sao động mới linh nghiệm, niệm Phật nhất tâm mới được vãng sanh, tọa thiền tâm lặng lẽ mới được chánh định. Không loạn tưởng, tâm không sao động, nhất tâm, tâm lặng lẽ đều là trạng thái dừng lặng của ý nghiệp. Tuy pháp tu có thô tế khác nhau, song cứu kính đều gặp nhau ở chỗ dẹp sạch ý nghiệp. Đứng về mặt cứu kính nhìn nhau, chúng ta dung thông tất cả pháp tu, không thấy gì chướng ngại. Từ cửa phương tiện phê bình nhau, chúng ta thấy dường như có mâu thuẫn lẫn nhau. Cho nên người thông là nhìn đến chỗ cứu kính, kẻ hạn cuộc chỉ thấy ở phương tiện. Phật pháp như ngôi nhà nhiều cửa, bất luận từ cửa nào miễn vào được trong nhà đều gặp nhau, đồng chứng kiến những sự vật hiện có như nhau. Băn khoăn thắc mắc tại sao người đó đi cửa kia không đi cửa này, hoặc cố tình khuyến dụ họ trở lại đi cửa này, dừng đi cửa kia, là tâm trạng của kẻ học Phật sơ đẳng. Hãy tự do chọn lấy một cửa, cửa nào thuận tiện với vị trí đang đứng, cố gắng tiến vào nhà sẽ được lợi ích. Đây là lời khuyên của người thông suốt. Phạm vi quyển sách này, chúng tôi chỉ giải thích đơn giản về hai phương pháp niệm Phật và tu thiền. Nói khác đi là lối tu của Tịnh Độ Tông và Thiền Tông, để hành giả nương theo đó mà tiến tu giải thoát luân hồi sanh tử. Phương pháp niệm Phật. Phương pháp niệm Phật có quán tưởng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật căn cứ kinh Quán Vô Lượng Thọ, trì danh niệm Phật căn cứ kinh A-di-đà. Trì danh niệm Phật được đại đa số tăng ni và Phật tử tu tập, nên ở đây riêng giải thích. Pháp môn tu tập nào của Phật dạy đều có phương tiện và cứu kính. Phương tiện ví như cửa cổng, cứu kính ví như ông chủ nhà,
muốn gặp ông chủ nhà, trước tiên chúng ta phải từ cửa cổng đi vào nhà. Nếu không nương cửa cổng thì khó vào đến nhà, huống chi gặp được ông chủ. Cửa cổng là điều kiện tiên quyết để gặp ông chủ. Thiếu điều kiện này thì sự mong muốn khó thành đạt. Phương pháp trì danh niệm Phật muốn được kết quả viên mãn, trước phải khéo ứng dụng phương tiện của nó. Thế nào là phương tiện của pháp trì danh niệm Phật? Phương tiện trì danh niệm Phật là dùng tình cảm để dẹp tình cảm. Nói cụ thể hơn, dùng gai, lễ gai. Cho nên phương tiện của nó là ưa, hân và chán, yếm hay hồi hướng. Bởi vì phàm phu chúng ta hằng đắm mê theo dục lạc thế gian, thường ngày tâm niệm cứ tung tăng đuổi theo dục lạc, muốn dừng tâm niệm lại, song không tài nào dừng nổi. Thấy thế, Phật thương xót vì chúng ta nói kinh A-di-đà, chủ yếu trong ấy, trước diễn tả cảnh trang nghiêm đẹp đẽ ở cõi cực lạc, sau chê trách sự khổ sở nhơ nhớp ở cõi ta bà, khiến chúng sanh sanh tâm ưa thích cõi cực lạc. Chán ngán cõi ta bà, tâm ưa chán đến cao độ thì niệm danh hiệu Phật dễ được nhất tâm. Nếu không biết ưa chán, dù có niệm Phật cũng chỉ là niệm trong loạn tưởng mà thôi. Thế nên, ưa chán là cánh cửa cổng đi vào ngôi nhà cực lạc. Ưa cái gì? Thể theo kinh A-di-đà, Đức Phật Thích Ca định nghĩa cõi cực lạc là: chúng sanh trong cõi này không có các thứ khổ, chỉ thọ các điều vui, nên gọi là cực lạc. Lại nữa, cõi cực lạc nào là hàng rào, lưới giăng, hàng cây đều làm bằng bốn thứ báo: bạc, vàng, lưu ly, pha lê. Ao ước rất ngon lành đầy đủ tám công đức. Trên bờ ao có nhà lầu xây bằng cả bảy báo: bạc, vàng, pha lê, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não. Dưới ao có hoa sen lá to bằng bánh xe, hoa nở phát ánh sáng tùy theo sắc và nhã hương thơm ngào ngạt. Có nhạc trời, có mưa hoa, có chim hót thành tiếng nói pháp. Đức Phật chủ cõi cực lạc hiệu A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, đang vì chúng nói pháp. Dân chúng ở cõi này toàn là hàng thanh văn, Bồ Tát, tu hành đều được không còn lui sục, và có những vị chỉ còn một đời được bổ đi làm Phật. Cho nên ở đây tất thảy đều là hạng người lành bậc thượng. Cõi này chứa đựng đầy đủ những yếu tố mà chúng ta đang ưa thích. Nào là thuần vui không khổ, trang nghiêm đẹp đẽ, bảy báo dễ đầy, thầy thánh bạn hiền, sống lâu khỏe mạnh, ăn mặc tùy ý, lui tới thông dong. Những hình ảnh này khiến chúng ta khao khát mơ ước, đó là ưa. Chán cái gì? Phần sau kinh A-di-đà, Đức Phật Thích Ca nói: chư Phật ở mười phương cũng khen ngợi ta rằng, Phật Thích Ca Mâu Ni hay làm được việc ít có khó làm, hay ở thế giới ta bà xấu ác đầy dẫy năm thứ nhơ nhớp, kiếp người nhơ nhớp, kiếp chấp nhơ nhớp, phiền não nhơ nhớp, chúng sanh nhơ nhớp, mạng sống nhơ nhớp, được thành Phật vì chúng sanh nói pháp khó tin. Đó là Phật chê trách cõi ta bà nhơ nhớp xấu xa, khiến chúng ta nhàm chán xa lánh. Hai bên đã trưng bày rõ ràng trước mắt chúng ta. Một bên thì tốt đẹp trang nghiêm, sang trọng, vui vẻ. Một bên nhơ nháp xấu xa khổ đau, để chúng ta sanh tâm ưa thích bên vui, chán ngán bên khổ. Đó là cửa cổng ưa chán để tiến vào ngôi nhà cực lạc. Vì ưa thích say mê cảnh đẹp ở cõi cực lạc,
chán ngán cái xấu nhơ nhớp cõi ta bà, nên tâm phiền muộn rộn lăng xăng, chạy theo dục lạc thế gian của chúng ta dần dần khô lạnh. Chừng đó ứng dụng pháp tu trì danh niệm Phật mới thành công. Sao muốn tâm ưa chán lên đến cực điểm, hằng ngày chúng ta phải phát nguyện hồi hướng. Hồi hướng thế nào? Hồi là xoay lại, hướng là hướng đến. Chúng ta xoay sự ưa thích quyến luyến cõi ta bà hướng đến cõi cực lạc, để chán cõi ta bà, mến ưa cực lạc. Ví như mỗi khi ra đường thấy rác rến xình lầy nhơ nhớp, chúng ta khởi nghĩ cõi ta bà thật là bẩn thỉu nhơ nhớp đáng chán, cõi cực lạc toàn bảy báo trang nghiêm trong sạch đáng ưa thích. Ta nhất định phát nguyện sanh về cực lạc để khỏi thấy sự nhơ nhớp này nữa. Đó là hồi nhơ nhớp hướng trong sạch. Hoặc khi chúng ta gặp những nghịch cảnh bách bức đau khổ, liền khởi nghĩ cõi ta bà nhiều đau khổ bất như ý, ở cực lạc hoàn toàn an vui mãn nguyện. Ta phải chán cõi này, mong mỏi được vãng sanh về cõi cực lạc mới toại nguyện. Đây là hồi đau khổ hướng cực lạc. Hoặc khi ra chợ hay xóm làng nghe những lời chửi bới nguyền rủa, nghe thị phi, chúng ta khởi nghĩ ở ta bà thường nghe những lời xấu ác thô tục, cõi cực lạc hằng nghe tiếng nhạc trời, tiếng chim nói pháp. Ta rất chán ngán cõi ta bà, nguyện sanh về cực lạc để hằng ngày được nghe pháp. Đây là hồi phiền não hướng về bồ đề. Hoặc trong tình cảm bạn bè anh em có xảy ra việc bất trắc, chúng ta khởi nghĩ ở cõi ta bà bạn bè người thân không thật sự tốt khiến ta phiền não, cõi cực lạc toàn là những người, những bậc thượng thiện đáng kính mến. Ta nhất định nguyện sanh về bên ấy để được làm bạn với những người toàn thiện. Đây là hồi bạn ác hướng bạn lành. Hoặc vì sanh kế vất vả nhọc nhằn mà kiếm miếng ăn miếng đủ không có, tấm mặt chẳng lành, chúng ta khởi nghĩ ở ta bà làm khổ nhọc mà không đủ ăn không có mặt, cõi cực lạc muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, khỏi lo lắng mệt nhọc. Ta quyết định nguyện sanh về cực lạc để được ăn no mặc ấm mà không nhọc nhằn. Đây là hồi đói rách hướng no ấm. Tóm lại, mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh vừa xảy đến với chúng ta, người ta khéo lợi dụng để hồi hướng về cực lạc, khiến tâm chán ta bà càng ngày càng mãnh liệt, lòng ưa cực lạc càng lúc càng tăng trưởng. Đó là lúc chúng ta khéo tận dụng cánh cửa phương tiện ưa chán, tiến vào ngôi nhà tịnh độ. Thế nào là cứu kính của pháp trì danh niệm Phật? Cũng kinh A-di-đà dưới phần giới thiệu cõi cực lạc, Đức Phật Thích Ca nói: nếu có người thiện nam thiện nữ nghe nói về Phật A-di-đà chuyên trì danh hiệu, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn, năm, sáu, bảy ngày nhất tâm không loạn, người ấy khi chết được Phật A-di-đà và thánh chúng hiện ở trước. Người này khi chết tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi cực lạc của Phật A-di-đà. Người muốn vãng sanh về cõi cực lạc phải giữ niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, hoặc một ngày cho đến bảy ngày nhất tâm không loạn, nhất định được vãng sanh về cõi cực lạc. Bởi vì hành giả đã chán ngán cõi ta bà lắm rồi, một lòng hâm mộ cõi cực lạc, nên dùng sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật làm công phu tu trì hằng ngày. Dùng sáu chữ này làm sợi dây xiềng niệt cổ con khỉ ý thức của mình,
bắt buộc nó phải nằm im một chỗ, tức là đi đứng nằm ngồi, làm việc hay nghỉ ngơi đều niệm danh hiệu Phật, hoặc niệm thầm hoặc niệm ra tiếng tùy hoàn cảnh. Kiên trì nắm giữ danh hiệu Phật không lơi lỏng, lâu ngày ý thức sẽ kiệt quệ từ từ, cho đến một ngày nào đó sẽ lặn mất. Đó là niệm Phật được nhất tâm. Niệm Phật nhất tâm thì ý nghiệp được lắng sạch, thân nghiệp khẩu nghiệp cũng theo đó sạch luôn. Tức ứng hợp với câu tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp hết sạch, còn động lực nào lôi kéo chúng ta đi vào đường luân hồi? Song chúng ta cần giảng trạch nhất niệm và nhất tâm. Niệm Phật chỉ còn nhất niệm, được vãng sanh tịnh độ là sự. Niệm Phật đến nhất tâm, thấy tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ là lý. Chỉ chuyên trì sáu chữ Di Đà, không có niệm nào khác chen vào. Mượn một niệm dẹp hết tất cả niệm. Duy giữ một niệm, niệm Phật, đi đứng ngồi nằm liên tục không gián đoạn. Đến đây là nhất niệm. Nương niệm này cầu sanh về cõi Phật A-di-đà, chắc chắn sẽ mãn nguyện là sự niệm Phật. Dùng lục tự A-di-đà làm diệu dược trị mọi chứng bệnh loạn tưởng, khi bệnh lành thuốc cũng bỏ. Tức là niệm Phật đến chỗ vô niệm, chỉ còn nhất tâm chân như là nhất tâm. Niệm Phật đến vô niệm thì thấy tự tánh là Di Đà, bản tâm là tịnh độ hiện bày trước mắt. Tự tánh của mình xưa nay hằng giác, nên nói vô lượng quang. Tự tánh chưa từng sanh diệt, thoát ngoài vòng thời gian, nên nói vô lượng thọ. Bản tâm mình xưa nay hằng thanh tịnh, do vọng tưởng giấy động nên bị nhiễm ô, theo nghiệp dẫn đi trong lục đạo. Vọng tưởng lắng sạch, chỉ còn một tâm thanh tịnh là tịnh độ, nên nói tâm tịnh thì độ tịnh. Đây là lý niệm Phật, đúng với tinh thần Đại Thừa Phật Giáo, cùng các pháp tu khác đồng gặp nhau. Xong buổi đầu, người niệm Phật cần đầy đủ niềm tin vào lời giới thiệu của Đức Thích Ca, trông cậy hẳn vào cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà, gá tâm nơi đó để gầy dựng, lòng ưa chán. Không cần lý luận cõi cực lạc có hay không, chỉ tin quyết rằng Đức Phật Thích Ca không dối gạt ta, y theo lời Ngài dạy tu hành chắc chắn sẽ được lợi ích lớn. Đủ lòng tin rồi, chuyên tâm trì niệm ngày đêm không lơi lỏng, chẳng kể ngày giờ năm tháng, chỉ khi nào được nhất tâm mới thôi. Đồng thời, đối duyên xúc cảnh khéo phát nguyện hồi hướng về cực lạc, hành giả đầy đủ lòng tin. Tính chuyên tâm trì niệm là hạnh, thường xuyên phát nguyện hồi hướng là nguyện, là đầy đủ điều kiện tu trì pháp môn trì danh niệm Phật. Tuy nhiên, nhìn pháp môn tu nào, chúng ta phải nhìn thẳng cú kính, đừng mắc kẹt ở phương tiện. Vì phương tiện là tùy cơ, căn cơ chúng sanh có cao thấp sai biệt. Đức Phật vì lợi ích khắp quần sanh nên lập cửa phương tiện có nhiều sai biệt. Chúng ta đừng chấp vào trình độ của mình phê bình kẻ khác, cũng đừng vịnh vào khả năng kẻ khác trở lại khinh rẻ mình. Biết căn cơ trình độ của mình, chọn lấy pháp tu thích hợp với mình là người khôn ngoan nhất. Bước đầu học Phật. Phần 25. Phương pháp tu thiền. Tu thiền
là lối tu hướng thẳng vào nội tâm, dẹp sạch vọng tưởng suy tính của mình. Muốn dẹp sạch vọng tưởng cũng có chia phương tiện và cứu kính. Phương tiện của thiền là dùng trí tuệ dẹp tình cảm, tức là nhìn thẳng vào sự vật, quan sát phân tích để thấy sự tạm bợ giả dối của chúng, khiến lòng lạnh nhạt không còn phiền rộn say mê. Do đó, hành giả dụng công phu tu tập, tâm của mình chú vào để được an định. Thiền có nhiều pháp khác nhau, có thiền ngoại đạo, thiền Phật giáo. Trong thiền Phật giáo, đại loại chia làm hai, thiền đối trị và thiền tuyệt đối. Thiền đối trị. Tùy theo sự đắm nhiễm của chúng sanh, Phật dạy phương pháp đối trị, như theo bệnh cho thuốc. Nếu hành giả có bệnh gì nặng, vị thiện tri thức phải biết rõ để chỉ dạy pháp tu đối trị đúng bệnh. Xong, phải khéo ứng dụng phương tiện của thiền, sự tu hành mới mong đạt kết quả như nguyện. Phương tiện của thiền đối trị là nhìn thẳng trên hình tướng sự vật, thấy rõ nó sanh diệt vô thường và biết thật do nhân duyên hòa hợp mà có. Dùng trí tuệ quán sát vạn vật vô thường, duyên hợp, không có cái gì lâu bền và nguyên thể. Lòng đắm nhiễm nhân đó từ từ lắng dịu. Tiếp sau, chúng ta mới ứng dụng lối tu đối trị. Pháp tu đối trị có nhiều môn. Hành giả nặng về bệnh gì thì dùng môn đó đối trị. Như người nhiều vọng tưởng dùng sổ tức quán đối trị. Người nặng sắc dục dùng bất tịnh quán đối trị. Người thường nóng giận dùng từ bi quán đối trị. Người quá ngu si dùng giới phân biệt quán đối trị. Trong những pháp đối trị đều dùng đề mục để tham cứu quán sát lâu ngày, khi đó thuần phục tâm an định. Ở đây chỉ đơn cử một pháp phổ thông nhất là sổ tức quán. Nếu người nhiều vọng tưởng nên tu pháp thiền sổ tức. Sổ tức là đếm hơi thở. Đây là pháp tu thông dụng nhất trong giới tu thiền. Vì vọng tưởng là bệnh chung của tất cả chúng sanh, muốn ngăn chặn nó trước phải nhờ phương pháp đếm hơi thở. Hơn nữa, người mới tập tu thiền trước phải điều hòa hơi thở. Hơi thở là mạch sống thiết yếu nhất của con người. Điều hòa được hơi thở là bước thành công đầu của sức khỏe và an tâm. Thân khỏe mạnh, tâm an ổn, hành giả mới nỗ lực tiến thẳng vào pháp môn thâm diệu được. Pháp sổ tức là tên pháp đầu của lục diệu pháp môn. Trong sáu pháp môn nhiệm màu này, đầu tiên là sổ tức, tức là nếm hơi thở. Kế đến là tùy tức, theo hơi thở. Chỉ là dừng lại một chỗ. Quán là quán sát. Hoàn, xem xét trở lại. Tịnh, lóng lặng trong sạch. Hành giả ứng dụng pháp thiền đếm hơi thở phải tu từ thô đến tế, đầy đủ sáu pháp mới được viên mãn. Sáu pháp này có công dụng hiệu dừng lặng mọi vọng tưởng một cách thần diệu, nên gọi là lục diệu pháp môn. Ở đây chỉ giải thích đơn giản sáu pháp môn như sau. Sổ tức, hành giả sau khi ngồi ngay thẳng đúng pháp và sử dụng lối nhập thiền đầy đủ, liền ứng dụng pháp đếm hơi thở để trụ tâm. Hành giả hít hơi vô cùng, thở sạch ra, đếm 1. Hít vô cùng, thở ra sạch, đếm 2. Mãi như thế, đếm đến 10, đếm lại 1. Nếu giữa chừng tâm tán loạn quên số, phải đếm lại 1. Phải chú tâm vào số và hơi thở một cách tinh tế. Tâm vừa sao nhãn, liền chỉnh lại ngay. Nếu tâm sao xuyến khó kềm, nên dùng cách đếm nhặt hơn.
hít hơi vô đếm 1, thở ra đếm 2. Đếm đến 10, trở lại đếm 1, như cách đếm ở trên. Đến khi nào ngồi nửa giờ, 1 giờ mà đếm không lộn, không quên hơi thở là tâm đã tạm yên. Liền tiến lên pháp khác là tùy tức. Hành giả bỏ không đếm số nữa, chỉ chú tâm theo dõi hơi thở. Hơi thở vào đến đâu biết đến đó, hơi thở ra cũng biết rành rõ. Hơi thở dài, ngắn, lạnh, nóng đều biết rõ mồn một. Theo dõi hơi thở như người chủ nợ theo dõi con nợ vậy. Khi ngồi thời gian bao lâu, tâm cũng chỉ duyên theo hơi thở, không sao nhãn, không phóng tâm, tức là tâm an định. Cần chuyển lên pháp kế, tức là thiền chỉ. Hành giả không theo hơi thở ra vào nữa, tâm dừng trụ lại ở nơi mũi, ở nơi đầu mũi để xem hơi thở vào ra. Tâm an trụ một chỗ không sao động, hằng thấy hơi thở ra vào không lưỡng quên. Suốt thời gian ngồi thiền, tâm vẫn an trụ, không loạn động, nên tiến lên pháp tế hơn. Pháp tế hơn là pháp quán. Pháp quán, hành giả không an trụ yên lặng, khởi quán sát hơi thở. Hơi thở vô rồi ra không dừng trụ, tức là vô thường. Thân mạng nương nơi hơi thở mà sống, nên cũng đồng là vô thường. Hơi thở ra vào thời gian thật ngắn ngủi, thân mạng tựa vào hơi thở cũng chợt có chợt không. Hơi thở vào không có chỗ nơi, hơi thở ra không có xứ sở. Chỗ nơi xứ sở không thì hơi thở làm gì thật có. Thân mạng nương nơi hơi thở mà còn, thật quá tạm bợ giả dối. Quán sát như thế thì tâm chấp thật ngã tan biến, đã không còn chấp thân là thật là lâu dài, cần phải sang pháp khác. Sao pháp quán là pháp hoàn? Hành giả chiếu soi lại tâm hay quán sát trước, xem nó ra sao và ở đâu. Soi tới soi lui vẫn không thấy hình bóng nó, hằng chiếu soi lại tâm năng quán, tâm này tự lặng lẽ, tức là an định. Đến đây phải tiến nấc chót. Tịnh, hành giả buông cả chiếu lại tâm năng quán, chỉ còn một tâm thanh tịnh tỉnh sáng, không loạn tưởng, chẳng hôn trầm. Thuần một tâm lặng lẽ tỉnh sáng, hằng sống với cái tỉnh sáng này, tức là chỗ cứu kính của lục diệu pháp môn. Đến đây dòng ý thức sanh diệt đã tan biến, những vọng nghiệp do ý thức gây tạo cũng trong sạch. Còn gì phiền muộn lôi cuốn hành giả đi vào đường luân hồi? Hành giả khéo ứng dụng đúng mức lục diệu pháp môn là đầy đủ diệu dụng thoát khỏi luân hồi sanh tử. Song lúc tu hành ắt còn gặp nhiều khó khăn trở ngại và những tướng trạng lạ phát hiện. Hành giả cần được thầy có thực nghiệm hướng dẫn mới hy vọng tu tiến dễ dàng. Thiền tuyệt đối. Pháp thiền này do Phật Thích Ca ở trong hội Linh Sơn đưa cành hoa lên, Tổ Ca Diếp cười chúng chiếm rồi được truyền tâm ấn. Truyền thừa mãi đến vị tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, ngài sang Trung Quốc truyền cho Tổ Huệ Khả, lan dần sang Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản và tiếp tục đến hiện nay. Đến Trung Quốc, Tổ Đạt Ma dõng dạc tuyên bố pháp này là giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Truyền ngoài giáo lý, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Qua câu tuyên bố của ngài, chúng ta thấy rõ tánh cách tuyệt đối của nó. Thiền này tạm nói có hai lối tu, hoặc từ không vào có, hoặc từ có ra không. Từ không vào có
là trước biết rõ tất cả các pháp giả dối không thật, sau nhận ra chân tâm chân thật là thực thể tuyệt đối bất sanh bất diệt, hằng sống với nó là đạt đạo. Từ có ra không là trước nhận ra ông chủ chân tâm, sau nhìn ra các pháp đều hư giả tạm bợ, thường sống với ông chủ của mình là thấy tánh thành Phật. Từ không vào có, hành giả dùng trí tuệ bát nhã soi thấy sự vật do duyên hợp mà có, tự tánh là không, không có thật tánh, chỉ có giả tướng duyên hợp. Nhìn trên giả tướng thấy rõ tự tánh của nó là không, tánh không nên duyên hợp giả có. Duyên hợp tạm gọi là sanh, duyên tan tạm gọi là diệt. Sanh diệt không có thực thể, chỉ là việc duyên hợp duyên tan. Sanh không thật, diệt không thật, thì khắp nhân gian này còn vật nào là thật đâu. Hằng dùng trí tuệ chiếu soi như thế, thấy tất cả sự vật quả là cái bóng hòn bọt, tự thể là không. Thế nên, cửa thiền người đời gọi là cửa không. Nương cửa bát nhã, tiến vào trong nhà thấy được ông chủ là thành công. Tức là từ cái giả nhận ra lẽ thật, dứt sạch vô minh ngàn đời, sống với trí tuệ viên mãn là giác ngộ giải thoát. Lầm lẫn những giả tướng cho là thật, bỏ quên cái thật muôn đời là vô minh. Giả tướng thì sanh diệt, thực thể chẳng hề sanh diệt, nên nhận ra và sống được với thực thể là giải thoát luân hồi sanh tử. Đây là chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Tánh là chỉ thực thể sẵn có nơi mọi chúng sanh, không do tạo tác thành, không do tu tập được. Người khéo biết mọi cái giả rồi, tự nhận ra thực thể này, hằng sống với nó là thấy tánh thành Phật, hiển bày rành rõ nơi đây vậy. Xong nói pháp này mà không có pháp, vì nó không còn đối đãi đối trị, nên nói pháp vốn không pháp, pháp bản vô pháp. Không còn khuôn trong hình thức nào, nên không có cách nhập, trụ, xuất như các pháp thiền khác. Đọc hết các tập sách nói về thiền này, chúng ta không tìm đâu thấy một phương thức tu tập thứ tự. Vì thế, đừng đòi hỏi một phương thức tu tập. Hành giả cần tận dụng chiếc gươm bát nhã, dọn sạch khu rừng kiến chấp thì bảo sở hiện bày. Băn khoăn tìm kiếm phương pháp tu tập, chúng ta sẽ hoàn toàn thất vọng. Hãy nghe câu hỏi của Tổ Huệ Khả cầu xin nơi Tổ Đạt Ma. Tâm con chẳng an, xin Hòa Thượng dạy con phương pháp an tâm. Đem tâm ra, ta an. Con tìm tâm không được, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Tổ Huệ Khả lãnh hội yếu chỉ. Đọc đoạn sử này, chúng ta hoàn toàn vô vọng, tìm đâu ra pháp an tâm. Lời cầu xin tha thiết của Tổ Huệ Khả đáp lại bằng câu nửa hư nửa thực của Tổ Đạt Ma, khiến chúng ta bối rối khó hiểu. Xong ngay lúc đó, Tổ Huệ Khả lãnh hội được, thật là việc lạ đời ít có. Trong lúc tọa thiền, bị vọng tưởng giấy khởi nhiễu loạn khiến tâm bất an, băn khoăn tìm kiếm một phương pháp an tâm là một điều tối cần thiết. Cho nên nghe ở đâu có bậc thiện tri thức tu thiền, liền khăn gói lên đường đến cầu pháp an tâm. Nếu học được pháp này hay, pháp nọ hay để an tâm, rốt cuộc cũng chỉ là lấy nóng trừ lạnh, dùng sáng đuổi tối mà thôi. Tất cả thứ đối đãi ấy đều là tướng giả dối không thật. Tổ Đạt Ma không dạy theo lối ấy, chỉ bảo đem tâm ra, ta an cho. Nhìn thẳng lại cái tâm nhiễu động lăng xăng kia, nó biến đâu mất không còn tâm dạng. Tổ Huệ Khả đành thưa, con tìm tâm không được.
Tổ Đạt Ma chỉ cần nói thêm một câu, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Tổ Huệ Khả liền thấy lối đi. Từ thuở nào, chúng ta cứ tin rằng cái tâm suy nghĩ lăng xăng là thật có. Hôm nay, tìm lại không thấy bóng dáng, mới biết nó là không. Biết nó là không, thì nó đâu còn khả năng lôi cuốn quấy nhiễu chúng ta nữa. Chúng dấy lên, ta không theo, tâm chẳng an là gì? Sở dĩ, tâm ta chẳng an, vì vọng vừa dấy lên ta tùy thuận theo chúng. Nghĩ việc này chưa xong, tiếp đến việc khác, chạy mãi không dừng. Này đây, chúng vừa dấy lên, ta biết là không, không theo, tự nó lặng mất, quả là diệu thuật an tâm. Không nương một pháp, chẳng mượn một tướng, nhìn thẳng vọng tưởng tự nó biến mất, tan như mây khói. Đây là trực chỉ không nương phương tiện. Ai khờ gì đeo đuổi cái hư giả, cũng không khờ gì cố tình trừ diệt. Chỉ cần biết nó hư ảo không theo là đủ. Yếu chỉ an tâm của Tổ Đạt Ma là ở chỗ đó. Có vị tăng hỏi thiền sư Tông Mật, thế nào là tu? Sư đáp, biết vọng tức là tu. Thật là đơn giản mà quá đầy đủ. Biết vọng không theo, tâm tự yên lặng là diệu thuật của môn thiền này. Tuy nói tu mà không tu, vì có trừ có dẹp có bồi bổ gì đâu. Chẳng qua dùng trí tuệ soi thấu cái giả dối, tâm tự lặng lẽ tạm gọi là tu. Pháp tu không tu này bắt đầu bằng trí tuệ, chung cuộc sống với tâm thể nhất như. Thiền sư Duy Tín đời Tống nói, trước 30 năm tôi thấy núi sông là núi sông, sau gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy, tôi thấy núi sông không phải núi sông. Nay được chỗ dứt sạch, thấy núi sông là núi sông. Trước 30 năm là lúc sư chưa biết tu thiện, nhìn cái gì sư cũng như tất cả cái nhìn của phàm phu, tức là thấy núi là thật núi, thấy sông là thật sông, thấy người là thật người. Sau khi được thiện hữu tri thức chỉ dạy, sư nhìn núi sông không còn thật núi sông nữa, mà là hợp thể giả dối do các duyên chung hợp lại, tự tánh rỗng không. Sư mở mắt trí tuệ nhìn mọi vật, mãi đến nay mọi sự nhiễm ô dính mắc đều dứt sạch, chỉ hiện bày lộ lộ một tâm thể thanh tịnh nhất như. Đến nay sư nhìn núi sông là núi sông, vì đã dứt sạch mọi kiến chấp, mọi phân biệt. Quả là kẻ đi đến đích của quãng đường chim vậy. Thành quả của lối tu này không phải được thần thông màu nhiệm, biến hóa tự tại, mà quý ở chỗ tám gió, bát phong, thổi chẳng động. Tám gió là lợi, được tài lợi tâm không sao xuyến. Suy, gặp suy, hao lòng vẫn thản nhiên. Hủy, bị hủy nhục lòng không bực tức. Dự, được công kênh tâm vẫn như không. Xưng, được ngợi khen tâm vẫn bình thản. Cơ, bị chê bai lòng không biến đổi. Khổ, gặp đau khổ lòng vẫn an nhiên. Lạc, được việc vui tâm không sao động. Dù đối đầu với hoàn cảnh nào, gặp việc gì khó khăn, tâm vẫn như bất động. Đây là thành công viên mãn của người tu thiền. Tiếp theo, từ có ra không. Do nhận được chân tánh nơi mình, nhìn ra vạn vật đều là tướng giả dối do nhân duyên hòa hợp. Chân tánh là thật tướng mà không tướng, rời cả nhân duyên và tự nhiên. Giác không tăng, mê cũng chẳng giảm,
còn nói gì là thường hay vô thường. Linh minh tịnh sáng hằng có mặt nơi mọi chúng sanh, mà chúng sanh tự bỏ quên, chúng sanh nhận được gọi là Phật. Chúng ta đã có Phật mà không dám tự nhận, mãi chạy đi thưa hỏi, như người cởi trâu đi tìm trâu. Nhận được chân tánh nơi mình, không còn băn khoăn tìm kiếm, như người cởi trâu về đến nhà. Có người hỏi thiền sư Thạch Cự, thế nào là hạt chân châu trong tay Địa Tạng? Trong tay ông lại có chăng? Con chẳng hội. Chớ dối đại chúng, sư nói tụng. Bất thức tự gia bảo, tùy tha nhận ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thất đầu nhân. Báo nhà mình chẳng biết, theo người nhận ngoại trần, giữa trưa chạy trốn bóng, kẻ soi gương mất đầu. Chúng sanh một bề chạy theo ngoại cảnh, quên bản bản tâm, chỉ cầu hỏi hạt chân châu trong tay Bồ Tát Địa Tạng, quên lẫn trong tay mình sẵn có hạt châu. Hạt châu ấy theo dõi chúng ta như bóng theo hình. Mặc dù ta lăn lộn sáu đường, lang thang trong tam giới, hạt châu hằng có mặt trong túi áo của chúng ta. Chúng ta si mê bỏ quên nó, như chàng diễn nhã xem gương, thấy bóng đầu mặt hiện trong gương, úp gương lại, bóng đầu mặt mất đi. Hoảng hốt la lên, tôi mất đầu. Chàng ta phát cuồng ôm đầu chạy la, tôi mất đầu. Tất cả chúng ta cũng thế, hằng ngày cứ chạy theo vọng tưởng suy tính. Có nó là có mình. Một khi vọng tưởng lặng xuống, hoảng hốt la, mất mình. Vọng tưởng là cái chợt sanh chợt diệt, không cội gốc nơi chốn, mà chấp là thật mình. Khi vọng tưởng lặng xuống, mọi công dụng thấy nghe hiểu biết vẫn nguyên vẹn, mà nói mất mình. Thử hỏi ai là kẻ biết mất mình? Trăm ngàn danh từ khác nhau đều chỉ một việc, trở về với mình. Đúng với câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Bởi vì trở về được với mình là muôn việc bên ngoài đều theo đó giải quyết xong. Pháp thiền này có đặt thời khóa tu tập cố định không? Thiền này không đặt thời khóa, chỉ tùy hoàn cảnh thuận tiện mà chú trọng tâm niệm. Trong tất cả thời, mọi hoạt động đi đứng ngồi nằm, làm việc nghỉ ngơi, cần thấy rõ từng tâm niệm của mình để không theo hoặc hằng sống với ông chủ, không bị ngoại duyên lôi cuốn. Những phút giây nào quên lẫn tâm niệm nơi mình, coi như phạm tội buông lung đáng trách. Cho nên nói, đi đứng, nói nín, hái củi, lặt rau, thổi lửa, nấu cơm đều là thiền. Người tu thiền này mới nhìn dường như họ thông thả lơi lỏng, thật ra họ miên mật từng tâm niệm. Thiền này là cội gốc thành Phật tác tổ. Một hôm, Vương Thường Thị vào thăm thiền viện của Tổ Lâm Tế. Đến nhà Đông sang nhà Tây, thấy chúng đông đảo, ông hỏi Tổ Lâm Tế: chúng đông đảo thế này, có dạy tụng kinh, tọa thiền chăng? Không. Dạy họ làm gì? Dạy họ làm Phật, làm Tổ. Đấy là pháp tu tinh tế vi mật trong tâm niệm, không thuộc hình thức bên ngoài. Tổ Lâm Tế cũng nói: kẻ ngu cười ta, người trí biết ta. Kẻ phàm ngu khó hiểu nổi lối tu này, bậc trí giả khả dĩ thông suốt. Lối tu này không có cấp bậc phương tiện, chỉ một bề sống với lý tánh chân thật. Lý tánh không có tướng mạo, nên người tu khó nhận, khó thấy sự tiến bộ của mình. Do đó, đòi hỏi người tu phải lập chí sắt đá mới mong có ngày thành công. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp học lớn pháp thiền này, ngoài miệng nói bô bô mà trong tâm không khi nào biết thúc liễm. Chỉ mượn lời chư Phật chư Tổ để nói, để che lỗi của mình. Nhóm người này là kẻ trộm trong Phật Pháp mắc tội không nhỏ.
biện minh. Đọc phần thiền tuyệt đối ở trên, đa số độc giả sanh nghi. Đạo Phật chủ trương vô ngã, ở đây bảo trở về ông chủ của mình là có ngã, tức trái hẳn giáo lý. Trong kinh Phật Hằng Quở Chấp Thường Chấp Đoạn của ngoài đạo, ở đây nói ông chủ thường hằng không biến đổi, đâu không đồng chấp thường của ngoài đạo. Chúng tôi theo thứ tự giải quyết hai nghi vấn này. Đạo Phật chủ trương vô ngã là vô ngã ngay nơi thân ngũ uẩn này. Bởi vì Bà La Môn căn cứ vào thọ tưởng hành thức chấp làm ngã, Phật biết rõ nó là tướng vô thường sanh diệt nên nói vô ngã. Phật chia nó làm bốn thứ, đặt câu hỏi: nếu chấp thọ làm ngã thì tưởng hành thức là cái gì? Ngược lại, các thứ kia cũng thế, nhằm trên năm uẩn chấp làm ngã, thật sai lầm đáo để. Năm thứ này là tướng duyên hợp, vô thường sanh diệt, chấp nó là ta, làm sao khỏi luân hồi sanh tử. Vì thế, kẻ chấp năm uẩn làm ngã, Phật bảo là vô minh, Ngài phản đối và nói là vô ngã. Ông chủ của thiền này nói, cũng ngay nơi thân năm uẩn này, song là thể chẳng sanh chẳng diệt, lặng ngầm trong ấy. Thể này, khi thọ tưởng hành thức lặng mất, nó mới hiện bài đầy đủ. Nó chẳng rời thọ tưởng hành thức, nhưng khi các thứ này hoạt động, tìm nó không ra. Ông chủ này là thể tịch tỉnh giác tri, chưa sao xuyến biến hoại. Chúng ta thử nghiệm xem, khi ngồi thiền hay ngồi một mình chỗ vắng, thọ tưởng hành thức lặng mất không hoạt động, ta vẫn tỉnh sáng mắt tai, vẫn chi giác như thường. Cái gì chịu trách nhiệm chi giác trong lúc này, nếu không phải tánh giác tịch tỉnh, thường còn bên trong là gì? Thế nên ở đây nói ông chủ vẫn không trái với chủ trương vô ngã của đạo Phật. Có sống thật, chúng ta mới thấy rõ điều này, đừng mắc kẹt trên văn tự, cãi lẽ suông vô ích. Ngoại đạo chấp thường cũng căn cứ trên thân năm uẩn mà chấp. Thân năm uẩn vốn là tướng sanh diệt vô thường, cái vô thường mà chấp là thường nên bị Phật quở trách. Ông chủ nói ở đây là thực thể chưa từng động, chưa từng sanh diệt, không có tướng mạo, vượt ngoài đối đãi hai bên. Nói thường hằng không biến đổi là gượng gạo mà nói thôi. Vì thực thể tuyệt đối, còn dùng ngôn ngữ đối đãi nào phô diễn nó được? Có nhận thấy tánh giác này, chúng ta mới tin lẽ thường hằng của nó. Phàm cái gì có tướng mạo, có sanh diệt đều là vô thường. Tánh giác thoát ngoài tướng mạo, sanh diệt làm sao bắt nó vô thường? Nếu không có tánh giác này, cái gì chứng A-la-hán, cái gì là thành Phật? Sau khi thọ tưởng hành thức đều lặng mất. Vì lẽ đó, ở đây nói ông chủ thường còn chẳng biến hoại, không trái với lý vô thường của Phật nói, cũng không thuộc chấp thường của ngoại đạo, mà là chủ yếu của Phật giáo. Kết luận: những vấn đề đã trình bày qua, chúng tôi cố gắng cô đọng trong một khuôn khổ rất nhỏ hẹp, giống như việc lấy thúng úp voi, khó tránh khỏi lỗi khó hiểu và thiếu sót. Chúng tôi chỉ mong độc giả nhận được then chốt của mỗi vấn đề, cần đi sâu vào chi tiết sẽ nhờ những quyển kinh sách khác, hoặc nhờ sự dẫn dắt của tăng ni hay thiện hữu, ôn lại then chốt thiết yếu, có thể nói Phật là người đã giác ngộ và giải thoát sanh tử, đó là vị trí căn bản của Ngài. Chúng ta đừng xê dịch, đừng tô điểm, đừng ép buộc Ngài phải rời chỗ căn bản ấy. Phật Pháp là những lời giảng dạy chỉ ra lẽ thật. Lẽ thật trên hình tướng sự vật là nhân quả,
lẽ thật trong sự cấu tạo kết hợp là duyên sanh, lẽ thật thầm lặng trong bản thể là chân không hay Phật tánh. Học Phật là tiến bước trên con đường giác ngộ, là nhận hiểu phán xét những lẽ thật của Phật dạy, đem chỗ nhận hiểu ứng dụng vào cuộc sống con người. Thực hiện được những điều này cần nhờ cặp mắt trí tuệ sáng suốt mới thành công. Tu Phật là ứng dụng những lẽ thật đã nhận xét được vào cuộc sống hàng ngày của mình, gỡ sạch mọi phiền não kiến chấp đang trói buộc khắc chặt tâm tư chúng ta, đem lại sự an lạc ngay trong hiện tại và viên viễn ở vị lai. Chẳng những thế, tu Phật còn có nghĩa vượt ra ngoài vòng đối đãi sanh diệt, thoát khỏi mọi khuôn khổ hạn cuộc, làm người tự do tự tại. Với những yếu điểm chủ yếu trên, chúng ta nhận thức chắc chắn sâu xa là trong tay đã có sẵn ngọn đuốc sáng. Trên con đường về quê sẽ không đến nỗi lạc lầm. Giá trị của Phật Pháp là biết để hành, không phải để nói. Thực hành sâu chừng nào, càng thấy giá trị Phật Pháp cao chừng ấy. Biết để nói là người trình bày đầy đủ mọi thức ăn mà bụng vẫn đói, là nhân viên phát ngân trong ngân hàng mà cả ngày chỉ đếm tiền, khi ra về chỉ hai tay không. Chúng tôi ước mong độc giả quyển sách này không đến nỗi như thế. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt. Trong quá trình ghi âm có gì sai sót, hãy toàn xin chư vị thiện tri thức mở lòng hoan hỷ. Thành kính cúng dường, nguyên cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.